Thủy. Thấm cái hạt xả ra vô đa dụng anh coi. Dạ. Rồi, hello chị Sương Thu nha. Ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha. Để ai đang có bao cam đi cực trời. Mấy cọc đồng bơm lên luôn cho bán tặng luôn. Còn cái gì thì Văn ơi, chủ yếu, nhưng mà chủ yếu là cái mã của kia, của V em còn có máy sát à. Sớm thấy à. Hello chị Lưu Lý. Nhưng mà chưa soạn hết. Hello chị Trang Phạm. Chưa soạn hết đơn. Xin là lên lên cái mã cổ kia. Mã cổ kia đẹp nhưng mà cái kia thôi chưa up hình. Hôm nay sớm à. Ráng kiếm cái rẻ rẻ nữa để đi đơn. Chứ em bán có cái nào đắt đâu chị. So với ngồi thì em có bán cái nào đắt đâu mà chị bảo là kiếm cái rẻ rẻ. Chị nào đã có đơn, toàn bộ đã có đơn là ngày mai đi đơn hết. Nhà Nguyên không giữ đơn nha. Cái mã 69K3 áo thì cổ V như là Nguyên gần như hết rồi. Thì còn vài cái xe gì xe lừa không, tối nay em không lên đồ bé, mới lên đồ bé kia khi tối mà có áo kiểu đi làm à, đi làm ăn kiểu gì, cái bữa có áo sơ mi á. Rồi để con chia sẻ phát rồi lên nhé, lên nhanh để lên được nhiều nhá, chủ yếu tối nay con sẽ sale luôn, như vậy mình hằng lẻ. Thun mà đẹp mà rẻ. Bữa vứt cái áo đẹp của tôi đi đâu rồi? Cái loại mô tả. Loại nào? Ai dám vứt đâu? Hồi chưa có áo thun vừa đẹp vừa rẻ. Cái đang lên trang cá nhân đó chị. Sơ mi kiểu sọc cam à. Hình như thấy có cái sơ mi sọc 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 đen đó kìa. Còn cái kìa. Để lên bán tặng bù nhá. Rồi lên luôn chị em mình nha. Rẹt 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 nha. Lên đóng hàng bơm, đóng hàng xả trước đã. Xíu này có cái mã thun kia cũng đẹp, xíu nào Nguyên lên kiểu cổ nó gọi là cổ gì ta, hơi trụ xíu nhưng mà đẹp, đẹp hơn cả cổ V. Hồi trưa lên mã ra phone còn đẹp hơn cả cổ V nữa luôn. Nhau còn chủ yếu là cái mã đó, tại vì hồi Nguyên không up hình cái mã đó nên là khách không biết. Về có cả hai mã. Hello chị Ly Lê nha. Rồi vô đi chị em mình ơi. Cái điện thoại nhìn đâu rồi, điện thoại Nguyên mượn cái. Điện thoại Nguyên không có. Không có vô được. Không coi được đâu. Rồi lên nha chị em mình ơi, cho lên hàng bơm chưa. Đây mấy cọc hàng bơm nó cho lên hết đi rồi. Ơi. Tối nay sale siêu rẻ luôn, chị em mình ráng chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng Nguyên nha.
Ok. Ok chị Xuân Thu. Gì? Nguyễn Bá à? Nguyễn Bá. Hồ Chính Lan. Rồi lên nha, em ở trên đường Hoàng Văn Thái. Hoàng Văn Thái, cái chị nè, nói thật sự à. Bữa sau nhắc Nguyên nè. Phải đây là lần hai rồi không? Huỳnh Ngọc Gia Hân nè, nhắn tin không thèm rep luôn. Nhiều chị mua hàng chán đời thiệt cái chứ. Hai lần bom rồi đây. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, có đồ bộ 63 ký, em không có đồ bộ 63 ký đâu. Hiếm lắm, hiếm có mã to lắm. Hai cáo ngực hàng bom à, xe 36 nha, xe 36 còn khoác 69.000 không nguyên size L còn chị ơi, mày còn đúng không, còn bốn màu luôn, chắc họ bận họ bận miết hai ba lượt. Lượt trước cũng hòn về một lần. Ống ngực chị Ly à, 36 rồi. Lên 40k hai con luôn. Chị Ly 40k hai con luôn. Ống ngực sao 36 rồi chị Ly 40k hai con luôn. Bạn gì chị, shipper gọi biết không được, em gọi biết không được. Nhắn tin không rep. Bạn gì kỳ à. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái bộ này. Bộ này đang xài em 49 gì. Người khác có hai con thôi. Ăn bom ấy. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã tầng 35k size 60 luôn. Hàng này đang để im nó nguyên mắt luôn. Để Nguyên nhớ cái tên. Để Nguyên nhớ cái tên. Chị này bảo để chết lại cái đơn chị này. Chết lại cái đơn chị này. Để riêng cho Nguyên. Để im đó Nguyên nhớ cái tên này. Để bữa sau biết mà không. CL như hết rồi, thấy không? Thấy không? CL hết rồi đúng không? Ý, bộ 56 kìa, bộ 56 kìa. Thấy rồi. Bôm về mà chốt nữa à? Đưa Hương coi nè. Tên gì đây? Ôi, răng có những cái người lì mặt ghê nữa à. Đang có đơn nè. Ôi chào ơi. Ê số điện thoại không? 0962 579 đuôi. Không phải, khác đúng không? Anh tính dài mặt như rứa đã vô của người ta cả một cặp đi rồi còn chốt tiếp. Quên mất tiêu rồi. Cái này bán tặng mấy tiền? 35.000 size 60. Bộ 35 và size 60 nha. Chị nào lấy bộ 35 lên bộ 35. Size 60 kg. Size L như là hết rồi đó chị ơi. Lên mã bộ à, bộ 35k size 60 nè. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. Giờ cái này hơi bị gọi là hiếm nè. Bộ 56.000 đó dạ em nè. Bộ 56 giờ tìm hàng đâu mà ra, nhiều người giờ dặn hàng không có hàng luôn ấy. Size 57 đổ về. Bộ hàng hãng nha, 57 đổ về. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chị em mình tương tác nha. Bộ này không có đồ trẻ em. Tối nay em không lên đồ trẻ em đâu chị ơi. Không nha, không lên đồ bé đâu. Đồ bé lên lúc tối rồi. Đây chị em mình thấy không? Lai đồ lớn hả đồ bé. Mà lai đồ bé không có chốt. Chán chưa à? Chốt, đồ bé đứng đơ luôn. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này. Sai 57 đổ về. 57 đổ về nha. Chốt mã tặng 49k luôn. Bộ này không có hàng đâu chị em mình. Giờ nhiều khách đặt không có hàng nào. Bộ hãng bộ 56 không nguyên. Tôi sợ khách cái này tranh nhau này. Lên mã 49 size L. Size 57 đổ về. Chốt mã 49 size L.
Kỳ nào lấy 49 cây L lên 49 cây xây L luôn dùng Nguyên nhé. Chốt hơi bị nhiều, chốt hơi bị nhiều đấy. Quần nam nè, áo công sợ, áo sơ mi. Chị nào lấy mã 49 lên mã 49 luôn dùng Nguyên nhé. Bộ 49 nó là bao đẹp rồi, 50 49 cho chị Phúc Nguyễn, 49 cho Phúc Nguyễn. Nhìn đặt comment đi. Rồi lên luôn dùng này. Hàng này bao nhiêu tiền? Hàng này là 295.000. 295.000. Size này là size 36. Ai có chồng size 36 thì chúc size 36 nha. Lên mã 36. Cảm ơn, mã này là mã tặng 50k luôn. Hả? Ừ. Cái quần 36 mà con này đúng đẹp luôn. Hàng 295.000 nè. Chốt mã 50 size 36. Chị nào lấy 50 size 36 lên nhá. 50 size 36. Comment lên 50 size 36 dùng Nguyên. Rồi 50 size 36 luôn. 50 36 luôn, hai con 36. Hai con 36 nhá. 50 cho Huyền Hồng luôn. Vừa cho chị Thúy Trinh đặng hai cái áo chống nắng màu xanh biển. 36 màu xanh rêu nè. Comment mã 36 màu xanh rêu, cái mã 89 nhìn đẹp quá cho em hình này. Nhận hàng về có nghĩ ra là giá 89.000 không? Lên lưu dựng mã này xanh rêu nha. 50k xanh rêu, chị nào lấy xanh rêu lên xanh rêu. Comment mã tặng gấu luôn, size 55 đổ về. Cái này sơ mi hàng công ty. Sơ mi hàng công ty nha, được hai con thôi. Đây, cái này có hình bà gấu vô này nữa nè. Cái này chị em mình về tự bỏ vô nhé. Không thích thì bỏ hẳn ra như thế này cũng được. Sơ mi, size này dành cho chị em mình 55 đổ về. Chốt lên mã sơ mi, tặng sơ mi luôn. Bán tặng luôn chị em mình 39.000. Chốt hẳn hai con chứ phải đâu. Hẳn là hai con nha. Yến gì, Yến Đoàn. Yến Đoàn. Rồi chốt lên luôn những mã sơ mi hàng công ty nè. 39k size 55 đổ về được 2. 39k nha, được 2, chị nào lấy chốt. Anh chị Đỗ Thị Thông à, lên thông tin cho em. Thì ai không có thông tin thì báo lên lên đơn đi. Lên thông tin đi. Lên thông tin cho em đi. Ủa? Chị này bảo rồi. Mình bữa nay mình nhắn tin kêu là không lẽ bom hả chị kêu. Để đó tới em nhận mà. Kiều Anh nè. Liên đoàn này. Thế. Đến mua đơn hàng của chị sau em không giữ là giữ kiểu gì? Không gửi nào. Gửi lại cho bạn. Vì sao lại gửi lại? Vì sao lại gửi lại chị? Không nghe máy, người ta hòn về rồi. Thấy rồi chị ơi. Chưa vừa là vừa chốt. Không được cái nào. Sao lại gửi lại? Đơn của chị như thế nào mày vào hòn về tới đây rồi. Chị biết đi vô là em tốn 30.000 về em tốn 15.000 rồi đấy. Kiều Anh này, Kiều Anh Tam Kỳ đây nè. 1, 2. Lên mã tặng 15k luôn, xe 60 đổ về. 15k xám, 15k rêu. Chốt tặng 15, những chị như thế làm sao không chốt nữa đây. Bị phong qua rồi, phong qua rồi thì chị nào cũng lý do phong tỏa là chết em luôn. Em nói thiệt sự luôn. Cứ đi cái nhiều chị bảo lý do chị nhập viện các kiểu rồi chị có việc không nhận được hàng. Cứ ai cũng ngang, nói thật sự là ngang lý do. Mà Nguyên nghĩ đơn hàng này Nguyên lời được bao nhiêu đi, tốn tiền đi tiếng hay tốn tiền hoàn về. Đấy, chốt lên luôn những mã 15 xám, 15 xanh lên nhanh luôn nhá. 15 xám, 15 xanh. Rồi cái quần nam này lên tặng 15k luôn. Sai này Kiều Anh nhá, Tam Kỳ nhá. Kiều Anh Tam Kỳ. Rồi cho lên tiếp đi. Còn cọc đâu? Mấy cọc kia đúng không? Đó hồi nãy chị gì ta? Chị Ly ơi, chị Ly hỏi cái này đúng không? Chị Ly hỏi cái này đúng không? Tặng 29k luôn đi. Xe 55 đổ về. Chốt mã sơ mi luôn dùng Nguyên. Sơ mi không phải cái dơi nơ này đây. Từ đây nè. Đồ thì không.
Có đơn chưa? Nãy giờ đã lên thông tin chưa? Rồi, lên số điện thoại rồi. Lên cả địa chỉ trên like cho em nha. Nó nói thật sự bán lời không bao nhiêu đâu vậy em mà nó. Bán lời không bao nhiêu đâu, chị em mình xác định mua, chị em mình đặt hàng. Chứ còn mà đơn hàng tới hồng đi hồng về, nhiều chị bảo vô lý thật sự, khách cứ bơ ra tới nơi rồi bảo. Khách bảo là không có tiền nhận. Khách bảo là không có tiền nhận, cái lý do hết sức là gọi là gì ra? Bất hợp lý. Đã không có tiền vô like người ta đặt lại anh chị đúng không? Ra tới nơi bảo không có đủ tiền để nhận. Chịu luôn. Rồi lấy luôn nè, hàng công ty nè. Tay trẻ mình 55 đổ về. Hàng này đang 79k. Lên luôn những mã này là mã tặng 55k luôn. 55k. Cho ai? Phạm Thị Ly. Lên mã công ty luôn dù anh con nào bao xịn. 79k. Nguyên như mù màu á. Trên này không thấy cái gì hết á. Giống y mù màu luôn. Bữa chị bị mắc cái áo nè. Sơ mi sọc. Hết rồi. Em đã xả ra rồi chị ơi. Ê, hồi nãy em bán tặng 29.000. Em đã xả ra rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã tặng 55k. Con này bao xịn luôn. Một trắng. Xe 55 đổ về. Hàng này hàng 79 của nhà Nguyên. Hàng 79 của nhà Nguyên. Nói chung là chị em mình 100.000 lý do hết ý. Mà bưu tá đâu phải đi 1k đâu. Đi tới 3k không được nóng hòn về. Ủa cái này mới chốt vào tối mà. Size 28 đổ về cho bé này. Khoác dài. Áo trắng đẹp à. Hàng đó bao đẹp, hàng công ty mà. Hàng công ty của nhìn người ta mà sao không đẹp. Nha, lên nó dựng mã nắng dài cho bé. Size 28 đổ về. Nha, 28 đổ về hai cái như nhau hết. Lên mã này là mã 45k. Nắng dài hàng công ty này chị em mà nó. Chốt mã 20. Áo lụt 28kg. Lên mã này mã 45k. Nha, chị nào lấy mã 45 comment lên mã 45 luôn dù nguyên nè. Lâu lâu nhảy được có một cái comment cái rồi đấy. Mạng không thấy, bị ảnh comment. Rồi lên mã này là mã 29k luôn. Cười 29. Chị nào lấy cười 29 lên cười 29 lên nhanh nhá. Cười 29 con này 39k sale nữa ta. Hoặc lại con này lại sale nữa. Comment mã xanh, cái này mới lên lúc trưa đúng không? Xanh. À, 29k luôn. Chị nào lấy thun xanh 29 lên thun xanh 29. Lên nhanh nhá. Mà đăng cái này chứ bỏ cái này của người ta. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng nam. Xây 62 đổ về. 62 đổ về lên mã 15 luôn. Cảm ơn mã 15. Ai? Thành Phạm mà chưa có địa chỉ, lên địa chỉ trên live luôn dùm em với chị ơi. Lên hẳn địa chỉ trên live dùm em nha. Chưa có số điện thoại à? Thì thế. Lên số điện thoại đi chị ơi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Ôi con quần loa. Size 57, 58 đổ về. Chốt lên. Không coi được cái comment giống như mù màu. Mình ghê á. Rồi chút hình như đang có đơn à. Qua lấy đơn đi chị. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Áo nam đổ thì phong. Chút lên mã này mà. Loe 57, 58 đổ về. Lên chia sẻ lên luôn dùm em nhé chị ơi. Toàn bộ hàng này muốn bán luôn chị em mình là hàng xả đấy. Hàng bơm hàng xả đấy. Rồi lên luôn những này. À, nhận được mai em báo nha. Mai kiểm tra đi. Trên live chị đợi em mình đừng có hỏi gì hàng nhận hàng gì hết. Em không thể xử lý được trên live. Nên là ví dụ ngày mai cái giờ không live chị em mình điện qua hoặc là nhắn tin qua. Nha, chứ còn trên live chị em mình hỏi không có biết đường đâu. Rồi lên luôn những mã tặng loa. Size này là dành cho chị em mình 57, 58 độ về. Chốt mã này 89k sale 70 đúng không? Lên luôn chị em mình 60k luôn. Lên 60k luôn. Chị nào lấy mã 60 chốt lên mã 60 luôn dùng nguyên nhé. Chị nào sao đây? Hết trơn cái bộ này đâu, đâu còn đâu. Chốt lên luôn những mã này. Bộ này là bộ 89 này. Lên luôn chạy mình 79k luôn. Size 62 đổ về. Size 62 đổ về. Lên luôn những mã set này. Đẹp lắm cái set này chị em mình. 62 cái đổ về là chị em mình chốt đẹp. Lên mã tặng 79k luôn. Tặng 79 nha. Tặng 79. Chị nào lấy 79 vàng. Chốt 79 vàng. Size 62 đổ về là chị em mình chốt ok. 62 đổ về nhá. Chị nào lấy 79 nam hết rồi. Chốt mã này là mã bộ
vàng cho Haru. Không chị ơi, chị Đỗ Thị Phong lên hẳn thông tin cho em đi. Nhiều chị cứ bảo lên thông tin, cứ bảo là nhắn tin qua rồi cuối cùng có thông tin xong em phải xả. Chị Ngọc Diệp có được chị 30 không có. Có ờ chưa. Nhắn tin qua cũng thấy rép luôn. Chị Ngọc Diễm này nhắn tin qua không thấy rép. Mà cũng có số điện thoại luôn. Chưa hề có một cái thông tin gì hết. Rép tin cũng không rép tin chị ơi. Lên thông tin đi chị ơi. Rồi chốt tiếp nha. Còn không là ngày mai em có thông tin xả hẳn cái đơn nó ra luôn. Nha. Rồi lên lương dưỡng này bộ công ty nè. Bộ công ty sale nó luôn cho dễ bệnh mã này 89. Trời ơi. Tây 55 đổ về. Chốt mã 89k luôn. Bộ này bao đẹp nè chị em mình. Tiền sò 55 đổ về. Nha, để ý chị này không có thông tin xíu nào bỏ ra xả luôn ý. Chị Ngọc Diễm không có thông tin là em xíu em xả đơn luôn nha. Chị cứ lên hẳn thông tin trên này luôn cho em. Không hề có luôn, trên mô, trên Messenger cũng có, chiều trên Messenger cũng có. Rồi lên luôn này, nó có số điện thoại này lên cả địa chỉ cho em. Chốt lên luôn nhiều hơn bộ công ty 89k. Rồi bộ này xịn sò luôn chị em mình. Chốt mã bộ 89. Chị nào lấy 89 lên 89 luôn dùng nguyên nhá. Chị em mình phải biết là có đơn thì phải có số điện thoại người ta mới chốt đơn được. Thấy chị không, chị Nguyễn Tường Vy thấy rồi nè. Xem áo trắng nào đấy chị Thu Ngọc ơi. Áo trắng này đấy, con này đang chạy 45.000 đúng không? Con này đang chạy 45.000, lên luôn chạy mình 35.000 Boris. Chốt mã 35, comment mã 35 luôn dùng nguyên này. Con này bao đẹp. Chị nào lấy Boris 35, lên Boris 35 luôn dùng nguyên. Boris 35. Hẹn ghé lấy không biết bao nhiêu lâu rồi. Giờ con này gọi là hàng hiếm. Trời ơi. Con này sao chị em mình 52 đổ về. Con này siêu đẹp luôn này. 52 đổ về nhá, quần này hàng Quảng Châu. Cái này dạng trẻ mình mang sẽ là mang phong thuận ấy. Phong thuận ấy. Trẻ mình mix với giày thể thao lên cho nó đẹp. 35, nha. 35 lên luôn cho trẻ mình con này 79k tặng riêng. Chưa bao giờ có giá này đâu. 79k tặng riêng, chị nào lấy tặng riêng lên tặng riêng 79. Tặng riêng 79. Cái mã combo hồi nãy á, còn cái mã này, còn cái mã cổ trụ nhưng mà rất là đẹp. Tí xíu lên luôn cho trẻ mình nhá. Còn mã cổ trụ rất là đẹp, tí xíu lên luôn. Rồi lên mã 79k luôn dùng nguyên. Chị nào lấy mã 79 lên mã 79 luôn dùng nguyên nhá. Pin cho bạn tỷ ly. Rồi, trời ơi sao gì đây. Pin hồi nãy 79k luôn. Xe 55 đổ về. Trời ơi, giờ ai nhanh tay có. Lên mã 59k luôn. 55 đổ về hàng này chắc sướng lắm chị em mình ơi. Nha, lên mã này là mã 55. Chị nào lấy mã 55, comment lên mã 55. Chúc lên mã 55. Chị nào lấy mã 55, lên mã 55 nha, comment lên mã 55. Hả? Tặng riêng á. Chị Phạm Thị Lý có rồi. Chị Vy Châu, Vy Châu ở thấy chị không? Chị thấy chị ơi, thấy nha. Thấy chị Nguyễn Trâm chị ơi, riêng em hết rồi. Áo trắng gấu kìa cho chị Lê Nguyễn Hương Hân còn không? Trắng gấu Lê Nguyễn Hương Hân. Đây nè, áo hồi nãy mình sale hàng bơm ấy. Sale hàng bơm hết rồi. Hết rồi chị ơi. Hết nha. Quần chưa chốt chị. Quần riêng đùi, còn riêng đùi đây. Riêng đùi, còn riêng đùi 59k. Chốt rồi. Còn riêng cho chị Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm xuống dưới nè. Nguyễn Trâm trước kìa. Nguyễn Trâm. Nguyễn Trâm. Rồi con này đang. Trời ơi, con này còn giá nào xem trời. 45.000 khách nhà Nguyên nhận về. Kiểu ưng ý quá trời. Không nghĩ 45.000 nhận được con hàng đẹp như thế này. Xe 57 đổ về, chốt mã 39 hồng. 57 đổ về, chốt mã 39 hồng. Nha, comment lên mã 39 hồng. Chị nào lấy 39 hồng. Lên mã 39 hồng. Cái này sao lại xả. Trời ơi. Xe 60 đổ về. Lên mã 79k luôn dùng nguyên set. 60 đổ về lên mã 79 set theo. Chị nào lấy set theo lên set theo 79k luôn dùng nguyên nhá. Riêng dài không chị ơi. 39 hồng kìa. 39 hồng kìa. Cho chị Phạm Thị Mỹ Linh nè. À, riêng 55 em hết rồi. Riêng 79 cũng hết luôn. À, bên này chị Phạm Thị Mỹ Linh lên trước đầu tiên luôn. Mã hồng ấy. Hồng em hết rồi. Chúc mã set 79. Comment mã set 79. Rồi hàng này hàng xịn sò luôn. Hàng này đang sale 89k này. Ơ sự 89.000 còn bơm ra nữa. Còn xả ra nữa trời. Cái hàng này hot girl người ta bán 125-135.000. Mình bán 89.000 rồi còn xả ra. Sợ tốn tiền xíu là như thế nào. Rồi lên luôn dưỡng mã này đi.
chốt lên mã này là mã tặng theo, 79k tặng theo. Chị nào lấy tặng theo lên tặng theo luôn dùng nguyên nhé. Rồi cho lên à, gì ta không nghe đọc Haru cái gì đấy Haru ơi. À, cho nguyên lên cái mã gì ta, cái mã áo combo ấy, combo ấy mà cổ của nó là cổ trụ đẹp, cổ trụ đẹp, để con mang thử luôn cho chị em mình xem. À mà thử từ từ, để đây đang lên định sale còn lẻ tẻ mấy cái này sale nó tung đã này. Rồi lên luôn những mã này, mã ba lỗ còn con này, hàng khách xã, hàng này 30k lên nó 25k, 30k lên nó 25k cái set đó đi. Chị nào chưa có thì lên dùng nguyên nhé. Đang còn mấy cái set cần tiêu vết set thì chị hết set mấy cái bài chính chút rồi á. Đây nguyên năng thì còn mấy cái set ngố nè, set thái nè, còn ít em lên nó luôn cho chị em mình luôn. Đang còn ít set thái em lên nó luôn cho chị em mình nhá, lên tặng nó luôn cho chị em mình luôn. Chị em mình tương tác luôn dùng nguyên nhé. Ba lỗ hay ba lỗ ok. À, không nghe được à Hòa Hương Trần, sao lại không nghe được, mở âm lượng to lên giùm em thử. Bên nào bị ảnh comment coi như là không thấy được chị em mình nói cái gì hết nè. Ba lỗ hết rồi, ba lỗ hết rồi, tặng tiêu hết. Hồi nãy ba lỗ mình bán tặng mấy ra, 25.000 trong lên cọc hồng âm mà không 33.000 mình thường mất 33.000 xong sale 30.000 lên 26.000 ba lỗ gì 24 đấy trời, ba lỗ gì 24 đây, từ từ nhá. Rồi lên mã tặng 26 đi, tặng 26 đi, chốt mã tặng 26 nha, comment mã tặng 26 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy tặng 26 lên tặng 26. Bộ Nguyên đang mang từ từ chị ơi. 26k không nghe được à. Khách nhà Nguyên vẫn nghe bình thường kìa, khách nhà Nguyên vẫn chốt bình thường kìa chị kìa. Nha, mở âm lượng to lên dùng nguyên thử. Chốt mã 26 luôn đi. Chị nào lấy 26 lên 26. 24 hết rồi chợ, bộ Nguyên đang mang từ từ đây. Em còn ít. Bộ này là bộ cốt tông thái. Đang sale chị em mình là 79.000. Đang sale 79.000. À, bộ đang mặc bao nhiêu từ từ nhé, bộ này đang sale em mình là 79.000, chắc của nó là cốt tông thái nhưng mà Nguyên còn thực sự là giờ còn đùi thì rất là ít, ra rất rớt thôi, không đủ nhiều, lên bán tặng cho chị em mình nha, chia sẻ đi chị em mình, chia sẻ đi, thứ còn chứ mới không có nhiều, cái này cũng đùi, lên nó luôn cho chị em mình 70k nốt luôn, 70k cái bì nó bị ướt, bì nó bị ướt. Sếp Nguyên đang mang đây, Nguyên còn được ít thôi, không có nhiều nhá, mũ thứ rớt lại cả hai bộ thôi. Lên gọn luôn nha, bộ này toàn bộ là cốt tông thái dùng Nguyên nhá. Chốt mã này mã 70, size 62, cái khách nhà Nguyên vẫn mang ok. Bây giờ còn chỉ là lửng cái đùi là gần như là hết rồi. Đây này chị em mình, nhìn chị em mình nhìn cái độ giãn 60, 62 chị em mình vẫn mang ok con này luôn. Chốt mã này lên nó luôn chị em mình, tặng 70k luôn đi cho nó gọn. Tặng 70 nha. Chốt mã tặng 70 xanh, y như Nguyên đang mang màu xanh, y Nguyên mang màu hồng. 70 luôn. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã 70 xanh. Giờ còn rớt lại bộ hai bộ thôi này. Chốt mã 70 xanh. Chị nào lấy 70 xanh lên 70 xanh. À, hình như là còn size bự trời. Còn size bự ấy. Bộ từ từ, bộ chị đang mặc bao nhiêu? Cái gì vậy? Còn khoác 69 không à? Bộ Nguyên đang mang là 70k luôn. Nguyên lên cái bộ này 70k luôn đi. Màu xanh đo Haru. Bán thằng 70k luôn đi cho nó gọn. Đây nè, còn hai hồng 70k nó đi luôn nhá, đẩy luôn cho nó gọn nhá. Cái này bộ lửng hả? Đây lửng rồi. Lửng lên nó 75k đi. Lửng lên nó y như Nguyên đang mang, còn bộ lửng lên nó 75k. Còn chị ơi, 26 kìa, Phạm Thị Mỹ Linh có chưa? Không nghe đọc rồi, chị Hình Phương cái gì mà không nghe đọc ta? Còn 70 xanh làm có. 70 xanh hết rồi, 70 xanh, 70 xanh à, rồi. 70 xanh hết rồi còn. Hết rồi chị em mình ơi. Cái này như còn lửng hả chị? Cái này lửng đúng không hay đùi? Lửng rồi. Lửng rồi. Rồi lên luôn dựng mã này. Comment mã này là mã gì? Quần lửng nè. Quần lỡ nè.
lên mã 75 luôn, dùng nguyên toàn bộ. Cái này chắc có tông thái trẻ mình đi vào, chắc có tông thái bèo ngắt trẻ mình mua đồ đùi á là 125, 135 rồi nha. Chị nào lấy y như thế này mà lửng thôi, lửng hồng lên 7. Ok, bộ con đang mang hết rồi, tặng 26 cho chị Nguyễn Sinh Ni kìa. Nguyễn Sinh Ni đi hai bộ hai màu lưng hồng hổ. Ai? Riri. Chả biết nữa. Chị nào lấy cái này lên mã hẳn luôn, dùng nguyên mã này là mã 775k đi. Được hai bộ cho lên cái điện thoại điện coi thế này. Cái này không coi được. Không coi được. 75k. Thêm bộ nữ chị cái gì á? Cái gì mà thêm bộ nữ chị ta? Cho Haru à? Haru bộ lửng à? Haru màu xanh lúc này rồi. Chị Riri ơi, chị lên cho em luôn dùng nguyên. 70 hồng em hết. 70 hồng em hết nha. À còn 70 hồng hết, bộ đang mang sướng lắm mọi người ơi. 55 cho Trang Coca. Bộ này này cho Trang Coca nè. Em kêu à? Ờ 75k, 55kg. Chị Riri ơi, chị lên cái gì chốt rõ luôn giùm em. Em kêu chị chốt hàng nói to lên xíu, mấy chị nghe không được á à. Nói to lên xíu kìa. Đọc nhỏ quá kìa. Rồi lên luôn dùng mã này là mã tặng xám luôn dùng nguyên. Xám này, xám lửng. Ui giời ơi, chị em mình lên rõ đi. Chốt mã xám lửng lên 75k. Đúng không? Nguyên Lê chị em mình tầm 85.000 nó quá là rẻ rồi. Còn lẽ nót cái đi luôn cho nó gọn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 75 xám luôn. Size này dành cho trẻ mình đến số 2 vẫn mang ok. Nha, chia sẻ màn tay lên luôn dùng nguyên trẻ mình ơi. À, hai bộ hai màu là mã nào? Lửng hồng cho chị Mỹ Hạnh Hồ. Tầm em mã này là mã lửng lửng xanh. Lửng xanh, lửng hồng đây còn. Lửng hồng đây còn lên nó 75k luôn. Lửng hồng này. Lửng hồng cho Hoa Phạm. Em lửng hồng đây nè. 60 62 vậy mình mang ok nhé. Hoa Phạm. Lửng hồng nè, Hoa Phạm nè. Thu Hiền đứng nè. Hoa Phạm, Thu Hiền đứng nè. Thu Hiền đứng nè. Cái này đùi. Cái này đùi. Trời ơi nó lộn xa lộn xộn đi răng lai ngửi. Bóc xuống kiểm tra luôn dùng nguyên đi. Bóc xuống kiểm tra luôn dùng nguyên đi cho nó dễ. Đùi cho Haru. Đùi này cho Haru nè. Đùi cho Haru nè. Lửng hồng còn không? Kim Khánh Lê không thấy trả lời nguyên. Cái gì đó chị Kim Khánh Lê ơi. Nhìn nó bị ẩn comment nhiều á chị em mình ơi. Nó bị ẩn comment nhiều ấy. Do bị ẩn comment nhiều ấy. Lửng 75 xám. Chị Huyền Lê nè. Vừa lửng xanh vừa lửng xám cho chị Huyền Lê nè. Lửng xanh lửng xám chị Huyền Lê. Còn này đùi hồng còn nè chị em mình nè. Đùi hồng còn, đùi như Nguyên đang mang còn. Chị nào lấy đùi hồng lên đùi hồng luôn dùng Nguyên nhá. Chia sẻ bàn tay luôn dùng Nguyên nhá. Đùi hồng một lửng hồng cho chị Quỳnh Lan. Quỳnh Lan đùi cho đã nè. Đùi hồng cho chị Quỳnh Lan nè. Đùi hồng Quỳnh Lan nè. Chị ơi chị Tình Hữu đã đi đơn rồi. Tình Hữu là đi đơn rồi chị ơi. Cốt tông thái nha, bao luôn cho dễ mà là chắc cốt tông thái. Mà chạy luôn cho dễ mình rẻ hơn một nửa giá thị trường. Cho chị Quỳnh Lam chưa, một đùi một lửng hồng. Một đùi một lửng hồng. Huyền Lê nè. Huyền Lê lửng nè, màu xanh và màu xám. Có xám sẵn rồi nè. Không có xanh. Không có xanh đâu chị ơi. Còn xám thôi, hết xanh rồi. Em lên luôn cho nó gọn thôi đấy. Này lửng luôn. Lửng xám, chị nào lấy lửng xám lên lửng xám. Bao rẻ luôn, đây là trẻ mình tranh thủ. Lên lửng xám dùng nguyên chứ không có lửng xanh nha trẻ mình ơi. Hả? Lửng hồng còn không? Đùi giá lên 70 luôn. Chị Huyền Lê có không có xám, có xám, không có xanh, có xám thôi. Lửng hồng cho Minh Lê. Lửng hồng cho Minh Lê. Nói chung là giờ còn rất là ít, em đi gọn luôn. Nói thật sự là bán cho chị em mà đúng một mã bộ này nguyên lời là 12.000. 15.000, 15.000, tức là 15.000. 15.000. Giờ này nói chung là công lai tính cho em là 5.000 thôi đấy. Đấy. Chứ không phải là nói thật sự cái này không phải là bán lỗ đâu. Thì cái này cũng là tại vì là ôm được hàng xe chứ bình thường người ta bán 130 mấy nghìn. Đùi xám không có chị ơi. Đùi hồng cho chị Huyền Lê. Đùi hồng cho Huyền Lê. Lửng hồng cho Huỳnh Như. Huỳnh Như. Huỳnh Như. Chị nào lấy lửng hồng lên lửng hồng. Bao rẻ luôn. Cái này riêng cái này bao rẻ luôn cho dễ mình luôn ý. Hàng đúng chuẩn cốt tông thái bộ đùi người ta bán 135 nghìn rồi. Cái này là nguyên ôm hàng sale. Ôm hàng sale. Một đùi cho Haru có rồi. Chị Riri ơi chị lấy cái màu gì đùi hoặc lửng lên đỏ luôn giùm em. Đùi hồng cho chị Phương. Đùi hồng còn không? Đùi hồng còn không? Cho chị Phương Lê đứng. Thun cốt tông thái. Bộ thun cốt tông thái. Em lên bán gọn luôn cho chị em mình luôn.
Đuôi hồng còn đâu? Đuôi hồng có không? Hết đuôi hồng rồi chưa? Đổi qua mã khác đi. Đổi qua mã khác đi, em dọn luôn cái mã này, dọn tắt tần tật những cái mã này luôn. Vì còn rất là ít, hay đùi hay lửng? Lửng luôn rồi, hết đùi. Còn bộ đùi như Nguyên đang mang thôi. Một bộ này cho chị Phương Lê đứng đi. Phương Lê đứng, Nguyên còn lửng thôi. Còn lửng nha, lửng 75. Còn quần 9 tắc 69K màu kem không? Em không, quần hai biên em hết rồi. Nguyên hết lửa đùi rồi nhá, còn lửng thôi. Chị nào lấy lửng, lấy lửng. Còn toàn bộ là lửng nè. Lửng ke, lửng xám này, lửng hồng nè. Lửng xám, lửng hồng lên 75K. Bao rẻ luôn. Lửng xám và lửng hồng, chị nào lấy lửng lên lửng. Chị em mình đùi thì chị em mình chuyển qua cái màu này. Đùi chị em mình chuyển qua cái này. Không chị ơi, thót ngắn chị lấy size gì? Chị Kim Khánh Lê lấy size gì? Thấy chị ơi, 62 cái đổ về nha chị ơi, 62 cái đổ về. Bị ảnh comment nhiều lắm luôn. Có cái ghế, cái ghế đây. Cái nắp đây. Bộ đùi này luôn, lên mã 70 luôn. Cái này đẹp lắm nè, chắc sướng lắm. Chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã phối, sẽ 60 đổ về. Lên mã phối 60 đổ về. Nguyên lên luôn cho chị em mình luôn, giá 70 luôn cho nó gọn. Vì thứ giờ còn cái thôi. Chị em mình toàn cái này nguyên đây luôn. Chị em mình là giá 79K này, không bao giờ nó điêu đâu. Đang bán giá 79.000. Lên gọn luôn cho chị em mình mã này nha. Đây Phương Đông vậy cho chị Hủy kìa. Mua hàng rẻ mà sợ tốn tiền ship ấy. Rồi gom với ai đấy. Phương Đông rồi, họ mã gì đó hỉ kìa. Lửng hồng cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. XL màu xanh coban có. Chị nào lấy này lên luôn dùng mã phối. Phối nha, chị nào lấy phối lên phối luôn dùng Nguyên nha. Còn, số 9 em còn. Số 9 hiện tại còn size XL thôi. Chị nào lấy phối lên phối, chọn hôm bữa lên cái này. Nguyên mang cái bộ này đây. Bộ này 79K. Chị em mình mua hàng sale, hàng rẻ mà chị em mình sợ tốn tiền ship thôi. Rồi có ai có đơn, cô không có thôi. Rồi lên luôn chân mã này là mã phối. Chị nào lấy phối lên phối luôn dùng Nguyên 70K luôn, màu xanh coban có đấy. Chốt lên mã phối luôn dùng Nguyên một bộ phối. Phối nha. Ri hồi nãy biết hủy cái mã gì. Chị gì hồi nãy là hủy cái mã gì đây? Đông gì đấy, Phương Đông ấy. Biết hủy cái mã gì ấy. Trời ơi, bộ lon nữa nè. Bộ lon này sale tiếp quá. Rồi lên em dùng mã lửng xá. Lửng xá. Chốt lên mã lửng xá luôn. Ôi, đùi xá. Đùi xá nhá. 70K đùi xá luôn. Chị nào lấy đùi xá lên đùi xá. Toàn bộ chất của nó là cốt tông thái. Cốt tông thái nha. Chị nào lấy đùi xá lên đùi xá luôn dùng Nguyên một. Đùi xá có một. À, bộ đang mang có lửng. Còn không? Còn chị ơi, chị lấy đi. Phót ngắn size XL màu xanh, xanh coban cho chị Kim Khánh Lê. Mã 69K, XL cho chị Kim Khánh Lê. Rồi chị nào lấy đùi xám lên đùi xám luôn dùng Nguyên. Đùi xám cho Riri. Đùi xám cho Riri. Đùi xám cho Riri. Rồi cái này còn được hai bộ, lên mã 69K luôn. Một đỏ một xanh. Bộ đùi một đỏ một xanh nhé, đùi vong. Một đỏ một xanh. 69K luôn, ok nhé. Đùi một đỏ một xanh. Chị nào lấy đùi lên đùi. 69K toàn bộ size 60 đổ về chị em mình chốt đẹp. Bộ này hàng xịn luôn cho chị em mình luôn. Nó thật sự là chạy cho chị em mình ngang như chị em mình đi mua rẻ hơn chợ ấy. Đùi xám em hết rồi, có một đùi xám thôi. Còn lửng nhá. Bộ phối cho chị Thu Ngọc. Phối 70 cho chị Thu Ngọc. Bộ như Nguyên đang mang lửng còn nhá. Đây này mang thử cho chị em mình con lửng có khác gì đâu. Lửng đây. Đây mang thử cái con quần thôi nha. View trưa, à view tối còn tệ hơn là view trưa luôn ấy. Hay view trưa bữa nay chị em mình rảnh thời gian coi ra buổi tối chị em mình làm gì hết. Đây, nếu chị em mình mang lửng, cái này là lửng 75K nhá. Chị nào lấy lửng lên lửng, cái nào cũng mang quần này áo nọ rồi. Để cho chị em mình nhìn form thôi. Nó co giãn cực kỳ nhiều, cực kỳ sướng luôn ấy. Đây, nha chị nào lấy cái này lên chân mã này là mã lửng. Không, quần chiến tắc em hết sẵn xanh rồi. Chị nào lấy lửng lên lửng. Quần riêng đùi em không? Chị Phương Đông hủy đùi hồng. Để em Phương Đông lại chi đùi hồng phải không? Giờ không biết tôi bỏ trong cọc rồi không biết thôi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên dừng mã lửng hồng. 75K lửng hồng. Dạ.
Comment mã 75k lửng hồng, chị nào lấy lửng dùng nguyên nhé. Lửng hồng. Lửng hồng, lửng hồng, chị nào lấy lửng hồng luôn dùng nguyên. Lửng hồng lên luôn chị em mình là 75k. Lửng cho chị Phú Huệ Như. Còn lửng hồng, lửng xám, đây là còn này. Lửng hồng Phú Huệ Như rồi lửng xám này. Lửng hồng và lửng xám 75k gọn. Hàng này hàng chạy 85k mà đã gọi là rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Rồi lên luôn giữ mã này là mã xanh đùi. Xanh đùi, xanh lại xanh lon LV đấy. Còn sót ít, cái này cũng chạy nhiều, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Chị nào lấy cái này lên mã là lửng hồng cho chị Mai Thị Lan. Hai biên em hết sạch xanh xanh rồi. Hết sạch hai biên rồi nha. Rồi lên luôn những đùi lon. Ôi, những con lon này đẹp lắm chị em mình ơi. Chị nào lấy lon lên lon xanh luôn dùng đi nè. Còn lon xanh và lon cam 69. Thấy 60 đổ về là chị em mình chỗ ok. 60, 62 ăn được hết nha. Còn hai đùi. Chị nào lấy đùi lon, lon xanh và lon cam 70k, chị nào lấy lon lên lon dùng nguyên nhé, hai con lon thôi. Hai bộ lửng hai màu cho chị Mai Thị Lan. Hồi nãy có màu gì rồi đấy? Có màu hồng rồi, lấy màu xám cho chị. 62 ký mang ok hết, lửng cho chị Xuân Lê, lửng hồng cho chị Xuân Lê luôn. Lửng hồng cho chị Xuân Lê. Hồng à. Đây, đây còn bộ này. Đây với đây bộ này. Lửng hồng cho chị Xuân Lê này. Xuân Lê này. Xuân Lê này. Rồi ok. Rồi chị nào lấy cái này lên mã lon luôn dùng nguyên kèm màu. 60 ok hết chị ơi. À, lửng xám cho chị Linh Anh Nguyễn. Lửng xám cho Linh Anh Nguyễn. Lửng xám cho Linh Anh Nguyễn. Thấy là gì đó. Cái họa tiết Mickey này coi như là họa tiết thành hình này coi như là sạch kho luôn rồi. Đây còn một bộ lửng hồng nữa nè. Lửng xám cho Linh Anh Nguyễn cho. Đây còn một bộ, ơi đùi hồng. Đùi hồng cho Ri Ri. Đùi hồng cho Ri Ri. Đùi hồng cho Ri Ri. Rồi chị nào lấy cái này lên chung mã lon dùng nguyên nhé. Lon này đẹp nè. Lửng hồng còn không? Còn lửng xám thôi chị ơi. Đùi lon xanh cho chị Xuân Lê. Đùi lon xanh cho chị Xuân Lê. Xuân Lê. Xuân Lê. À, chị Ni Ha. Lửng hồng còn không? Lửng hồng nguyên hết rồi. Còn lửng xám được không? Còn lửng xám chết lửng hồng rồi. Thì nó đang còn. Ở đâu? Lửng đây. Còn cọc này lửng hồng nữa nè. Còn 4 lửng hồng. Còn 4 lửng hồng, chị nào lấy lửng hồng luôn dùng nguyên nhé. Nguyên lên luôn cho dễ mình luôn. 70k lửng hồng. Còn được 4 bộ, chị nào lấy mã lửng hồng lên lửng hồng luôn dùng nguyên. Xong lên luôn cho dễ mình mã nè. Mã này lên chốt hẳn trên like luôn. Mã áo này. Mã áo này cũng sẽ lên chốt hẳn luôn cho dễ mình trên like, bao rẻ và bao đẹp luôn. Ráng chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Đẩy view lên xíu nha chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Nguyên like luôn chị em mình mã này. Mã này nghĩ là chị em mình nên đặt. Nên đặt vì nó quá là rẻ và quá là đẹp nha. Rồi ai lấy lửng hồng nữa, chưa có lửng hồng chút lên lửng hồng. Lửng hồng, lửng hồng, lửng hồng. Nguyên qua mã nhé. Qua mã nha chị em mình ơi. Để qua cái mã áo này. Cái này có cái áo cho xíu xíu đi thử cho dễ mình xem nhé. Chờ thử nhé quý vị ơi. Cái này đẹp hơn cả cái mã nguyên keo nữa luôn. Mà cái mã này cũng không ốp hình. Mã này không ốp hình, cái này lên form bao đẹp. Chờ xíu xíu nha.
xong lên cái mã này đi nhỉ. Rồi lên luôn cho dễ mình mã này. Được cái là cái này cũng có từ size FX đúng không? XF. Từ size XS đến size XL. Nha, cái này chị em mình không chọn mà. Cái này đẹp. Cái này đẹp, hàng này là hàng xuất hàng nha chị em mình ơi. Con này là hàng xuất hàng, hàng công ty, hàng xuất hàng nha. Cái này quân đi luôn cho chị em mình, đầy đủ size số, không phải hàng free size. Nhớ luôn nhiều nguyên là đầy đủ size số nha. Size chị em mình từ 40 chị em mình lấy 65, 70 kg bằng có size cái mã này. Chị nào lấy cái này lên dưỡng mã này là mã trụ đi. 69.000 hẳn 3 con. Nha, cái này thì Nguyên chưa up cái mã này lên đâu. Mới up cái mã cổ V này, bây giờ hiện tại cái mã cổ V này hết rồi này. Nha, chưa up cái mã này. Đây, cái nào riêng cái cổ này nó đẹp hơn cả cổ V này. Nó lạ. 69.000 3 con thì chị em mình mua bao nhiêu tiền? 23.000 con. Quá là rẻ. Nha, từ từ, sơ mi gói em hết rồi. Áo cổ tim cũng 69.000. Cũng 69.000, áo gấu sợ không còn đâu. Quần nớ còn không, quần nớ là quần chi chị ơi. Chị em mình lên rõ mã luôn giùm em nhé. Em lên luôn cho em mình mã này luôn. 69.000 hẳn 3 con chị em mình. 69.000 3 con chị em mình chạy là 23.000 con. Rẻ chưa? Hàng này hàng xuất hàng nhé. Ở đâu ra được cái con này? Thực sự luôn, 23.000 con. Chị nào chưa có cái mã này lên cho mã trụ kèm luôn dùng Nguyên. Không chọn màu. Nói chung là không chọn màu. Riêng một lốt của nó là ba cái này chị em mình không chọn màu gì hết. Chị nào ok thì chốt. Và giá này thực sự không ở đâu ra đâu. Mua con áo gì có 23.000 cái. Chị em mình không chọn màu. Chị nào ok đã lên. Tại vì cái này cũng up lên trang cá nhân. Coi như là cái mã V là gần như là hết rồi. Mã V này gần như là hết rồi. Còn cái mã này Nguyên chưa đăng lên. Về hai mã, hai kiểu khác nhau. Đây gần như là hết cái mã này, quá là rẻ. Người khách nhà Nguyên có người mua 4 set chung nhau mua ấy, vì nó quá là rẻ đi kìa. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã trụ luôn dùng Nguyên nhé. Kèm luôn dùng cái số ký là được. Ok, kèm số ký đi chị em mình không có số ký chịu luôn ấy. Cho chị Trâm Nguyễn này. Ôi, cũng không có số ký. Chị nào không có số ký cũng không chốt được nha. Lưu ý luôn dùng Nguyên, có số ký chốt, không có số ký là chịu. Nha, chốt bên nhà Nguyên chốt hẳn luôn trên live luôn. Chốt mã này là mã 69K, không chọn màu gì hết. Chị nào ok thì chốt nha. Còn nào chị hờ không ok thì bỏ qua, không ok thì bỏ qua mã này đi. Mà Nguyên nói là chị nào mà bỏ qua con này là tiếc. Vì chạy ra 69.000 ba con, ghi đi nè. Kèm số ký, không có chị nào ghi kèm số ký hết. Nha, một cọc, một lóc này ba mà. Có cái là sẽ có cái màu vàng, có cái là không có màu vàng. Nha, đây nè, như cái lóc này thì không có màu vàng. Chị em mình ok đã lên. Nguyên bóc ngẫu nhiên. Chị em mình toàn bộ bao nhiêu người lên nhưng không có số điện thoại. À không có số ký, là bị Vy Anh 60kg. Vy Anh 60kg. Kim Khánh Lê 62kg. Đi combo 3 cái nha. Chị em mình đừng có tính toán gì hết. Mua 23.000 con áo xuất hàng này. Vải vừa phải, không dài và không mỏng, mang bao sướng luôn. Trời, Trâm Nguyễn 52kg. Trâm Nguyễn 52kg. Chị Khách Uyên lên sai. Vy Anh 60kg có chưa? Thu Ngọc 52kg. 52kg. Hòa Hương Trần 65kg. Chị em có thể vô trang cá nhân Nguyễn tham khảo ấy. Khách nhà Nguyễn đặt quá là nhiều. Quần gì á chị ơi, chị Ri Ri ơi. Tung Lê nè 45kg. 45kg. Trần Thị Hằng set 57kg. Đứng lại cho chị em mình nhìn phô. Mà con áo này phải nói là siêu dài. Không phải hàng lửng đâu. Không phải hàng lửng đâu. Chị em mình nhìn nè. Được chưa? Đấy, chị em mình biết gì không được. Bao rẻ và bao đẹp luôn. 69.000 ba con. Hàng này là hàng xuất hàng mỗi túi đóng như thế này. Còn một con này là con áo xuất hàng mỗi túi đóng như thế này đấy. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã trụ kèm màu. À quên, trụ kèm số ký. Trụ kèm số ký là được. Nha, cho chị Phan Hằng 46kg. Trần Thị Hằng có rồi đúng không? Rồi 69k, chị nào chưa có thì lên. Quần Nguyên đang mang không có. Số 5 cho chị Huyền Lê. Số 5 cho chị Huyền Lê. Ngọc Thảo Nguyễn 54kg. Khánh Uyên 55kg. Cổ tim Nguyên không còn. Không chốt cổ tim nữa nha. Cổ tim Nguyên hết rồi. Hết size rồi, không đủ size để trả đâu. Riêng cổ tim Nguyên hết size, không đủ size để trả. Nha, quần Nguyên đang mang không có đâu chị ơi, hết rồi. Cái này để mang để chị em mình vô cái
cái áo cho dễ mình thấy cái form thôi. Không chị ơi, hết rồi. Mã này cũng hết từ lúc nào rồi, một khi là chị 49.000 nè. Nhưng mà hết từ lúc nào rồi. Cái này là còn những con để dành để mang like thôi. Rồi nha, qua mã đi chị em ơi. Chị nào lấy mã áo nữa lên áo luôn dùng nguyên nha. Comment lên áo luôn dùng nguyên. Cái cặp trên cùng đó là cái gì đó mình. Có cái cọc bên cùng là gì á, thấy để thêm nhất nè. Đây nè. Kéo xuống dùng nguyên đi. Bán tặng đi cho nó gọn. Cái này áo kiểu à. Áo kiểu à. Cho chị Tây Tây cổ trụ 70kg. Tây Tây lên thông tin cho em đi. Tim em không dám chắc chị ơi. Trụ cho chị Thanh Thế Dương 55kg. Trụ cho chị Vi Ngô 52kg luôn. Vi Ngô 52kg luôn. Rồi ai lấy trụ nữa lên trụ với bao rẻ. Chạy 23.000 con thì trẻ mình còn tiếc cái gì. Nguyên bán là 69.000 chứ không phải là 169.000. Lưu ý dùng Nguyên nhá, là chạy chỉ có 23.000 con. Mà nhiều chuyện đòi là tách cái màu này tách màu kia, Nguyên không tách được nha. Nguyên nói trước, đi trẻ mình ok thì chốt, còn chị em mình không ok thì bỏ qua mà nè. Và hàng này không phải lúc nào cũng có hàng. Lưu ý là hàng này không phải lúc nào cũng có hàng. Trần Thị Hàng có rồi nha. Từ từ nè. Cổ tim 54 cái em hết rồi. Em hết cổ tim rồi. Áo kiểu à. Áo kiểu à. Xét ôi hàng chị mặc 309.000 vậy á. Ô áo sơ mi nữa. Hàng cắt kỹ không ấy. Lên gọn hết nha. Tương tác lên đi chị em mình à. Phát nè. Kêu hết rồi nè. Ôi. Rồi ok. Tạm thời từng nữa đã. Hàng mà chắc trên nó là ít khi nào lai tới lắm. Cứ để miết đó thôi. Áo kiểu đau từ từ nhá. Trụ cho chị Thu Thảo Nguyễn 55. Thu Thiệu Thảo Nguyễn 55. Không chọn đó chị Ly ơi, lên 3 con, không chọn màu gì hết. Cho chị Tuyết Ngọc 60kg. Muôn Đặng Thị Muôn không chốt nữa nhé. Em không chốt cho chị được đâu. Chốt súng rồi chị cứ lượng tới lượng về. Con áo 65k thì bảo chê chặt rộng rồi trả về em mất, rất là mất công. Rồi nha, Nguyên qua mã nha. Qua mã nha. Đây đây, còn mấy con áo kiểu này bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn. Đây còn mấy con sơ mi nè. Cho chị Tuyết Ngọc 60kg. Thu Thảo Trần 55kg. Thu Thảo Trần 55. Tuyết Ngọc rồi. Chị Xuân Lê có rồi. Trụ cho chị Huyền Lê 65kg. 69.000 ba con. Trời ơi. Nhắc lại nha, 69.000. Từ từ lên áo thì phải lên quần chứ. Quần bữa giờ không có cái quần gì hết. Chứ có cái quần gì về hết. Đặt riêng ngố mà không có. Chứ bữa giờ mua bao nhiêu quần. Chị là riêng chị Trăm Phúc phải là 20-30 con quần rồi. Mà giờ bảo không có quần mang là như thế nào. Bảo mua quần đùi, bảo mua cari. Mà giờ bảo không có quần mặc. Cô lấy chưa. Rồi cái này Nguyên đang còn xây 55 đổ về. Thôi cái này chị em mình không chọn nha. Riêng cái họa tiết thôi chị em mình không chọn nha. Giờ chị em mình không chọn nha. Lên luôn cho chị em mình mã này. Tặng sơ mi đi. Không có chọn cái gì hết. Trụ cho chị Linh Hồng 65kg. Chị Ti Ti hình như là có rồi. Cái nào không nổi. Màu này có cái màu nào không nổi. Có cái màu gì không nổi. Đây, rồi ok. Chị Linh Hồng có rồi, chị Linh Hồng ơi. Khác hồi nãy đâu. Quần về mấy chị thấy đẹp lấy hết rồi. Thôi chị em hết rồi. Quần có đợt, đâu đợt cái đâu phải lúc nào cũng có. Rồi lên luôn dưỡng mã này 55kg đổ về. Ba áo cổ trụ cho chị Phạm Thị Ly 50 cho. Hàng cổ trụ, hàng 3 con bán 69.000 chứ đâu phải 169.000 đâu chị em ạ. 3 con mà 69.000. Chứ biểu mua thêm quần.
con bữa phát luôn 4 ri đi. Nói gì có 2 ri. Nói chỉ có 20 con chứ. Chị á 40 con này. 20 con nữa ba chú cũng chục con trước tới xong là trừ lại 2 cọc nữa quên 2 cọc nữa, cọc nó chục con hay 30 con. Thế xong lại chút thêm nữa. Rồi lên luôn những mã tặng kiểu size 55 đổ về tặng nó nha. Hàng này hôm bữa sale 43.000 đúng không? Giờ không chọn màu gì hết nha. Bóc ngẫu nhiên nha. 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp, lên mã tặng 29k luôn đi cho nó gọn. Khánh thành mã này luôn, sót lại thôi, bỏ trên tầng ấy. Lên mã này là mã tặng 29k luôn dù nguyên. Con này hàng Quảng Châu nhá, cắt nhẹ tên như vậy mình không mang đồ luôn nha. Lên mã 29k. Rồi ok, bỏ cho chị Phạm Thị Ly thêm cái sọc to đi. Hello Trang Thùy nha, chốt mã này là mã 29k. Ok nè, 29k. Có cả sọc to, có cả sọc nhỏ. Mà 55kg độ về là chị em mình chút đẹp. Trời ơi ơi. Đây chị em mình nè, con này đẹp lắm. Vải nhẹ tên chị em mình. Hàng này là hàng Quảng Châu, 29k luôn gọn kho. Chị nào lấy mã 29 tặng mã 29 luôn dùng nguyên nhé. Cho chị Võ Thám 057kg không vừa. Trần Thị Thanh Nga 55kg độ về thôi chị Vy Anh ơi, 55 độ về thôi nha. Rồi tiếp luôn cho chị em mình nè. Lo hết áo kiểu xuống chị Du. Đây, ê, trên cầu thang ấy, có một cái áo đi màu trắng trắng vàng vàng. Trên cầu thang có. Con này hàng đang chạy 69 hay 65 gì ấy. Hàng này giờ người ta bán 120.000 này. Xe 57 đổ về xe L. Chốt mã sơ mi 50. Comment lên mã sơ mi 50 dùng nguyên nhé. Sơ mi 50, chị em mình chia sẻ bàn tay nha. Đấy, lên mã sơ mi 50 con này đẹp ý. Cái này chị em mình mang vô chị em mình mới thấy cái tay của nó như thế nào. Tay của nó là dạng nhúng nhúng như thế này nè. Nha, 50k luôn. Ừ, cái đó đó. Quay. Ủa đó hả, tiếp tục ở ngoài. Mã này mã 50. Chị nào lấy mã này lên mã 50 luôn dùng nguyên. Comment lên mã 50 dùng nguyên nhé. 50, size này size 55 đổ về. Sơ mi 50 cho Phạm Thị Ly. Sơ mi 50 cho Phạm Thị Ly. Rồi ok. Còn mấy con áo kiểu này. Rồi lên luôn dùng mã tặng kiểu đen 29k luôn. Tặng kiểu đen 29. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình à. Mỗi chị em mình vô xem like tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhé. Rồi lên mã tặng kiểu đen. Sao chị em mình 55 đổ về. Tay nè, tay bo nhúng như này nè. 29k kiểu đen luôn. Chị nào lấy kiểu đen lên kiểu đen 29. Chút mã kiểu đen 29. Không có hết rồi. 29 2 cái cho chị Phan Hằng. Phan Hằng 2 cái. 29k nãy. Rồi chị nào lấy kiểu đen lên kiểu đen. Đâu đâu, đâu có còn đâu. Giờ rớt lại cả 2 cái thôi. Mã này hết từ bữa rồi. Cái gì đây? Trời ơi. Hot girl nha. 50-52 đổ về thôi. Chị em mình đừng tưởng nó nhỏ nha. Cái này nó giãn như thế này nè. 50-52 đổ về chị em mình chút đẹp. Cái này chị em mình mix vừa quần đùi quần chân váy gì cũng được hết nha. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng lưới đỏ 30k con. Lưới đỏ được 2. À em đang mang một 69k 3 cái. 50k 2 cái 2 màu không có chị ơi. Áo Hương đang mang 69.000 3 cái. 69.000 3 cái. Chị nào lấy cái này lên cho mã lưới đỏ. Tay này chị em mình 50-52 quay đầu. Chút đẹp hàng này hàng Quảng Châu. Được 2 con nha. Lên nó luôn chị em mình. Phần bèo dưới này đẹp chưa, 30k nốt luôn. Chị nào lấy lưới đỏ chốt lên mã lưới đỏ luôn dùng nguyên nhé. Comment lên mã lưới đỏ. Chị nào lấy lưới đỏ lên lưới đỏ được 2. Lưới đỏ được 2. Kiểu đen kìa, kiểu đen cho ai bên này nó khá, bên này nhảy một bên, nhảy một bên không. Kiểu đen cho Khánh Huy, kiểu đen cho Khánh Huy. Rồi lên luôn những mã kiểu đỏ 30, lưới đỏ 30. Chị nào lấy kiểu đỏ 30 lên kiểu đỏ 30. Rồi lên luôn những mã kiểu hồng, hồng rút đấy. 29k luôn. Size 55 đổ về chị em mình chút ok. 55 đổ về là chị em mình chút đẹp. Comment lên luôn được. Để bên nó đi nè. Để bên nó đi. Để bên nó đi. Rồi lên luôn dương mã này là mã hồng rút 29. Trời ơi. Ráng chia sẻ mạnh tay đi chị em mình ơi. Bao giờ có con này giá 29.000. Chị nào lấy kiểu rút hồng rút ấy 29.000. Hồng rút 29, chị nào lấy hồng rút. Không có chị ơi, hết rồi.
Làm gì con? Con này kiểu hot girl ấy nhá. Nè, hàng này xịn sò luôn. Con này 309.000. Chốt mã này lên xương mã xanh ngọc. Cái này có cả dây, dây lên nè. Nha, lên mã này là mã xanh ngọc. Hot girl đấy. Nha, chắc xịn luôn. Hàng này hàng xịn, hàng 309.000 nè. Lên luôn dược mã này là mã 29.000 xanh ngọc. Chốt lên mã 29.000 xanh ngọc. Thì nào lấy xanh ngọc, lên xanh ngọc luôn dược nguyên nhé. 50 em hết rồi, không rút cho chị Phạm Thị Ly. 50 hết rồi chị ơi, hết rồi có con thôi. Phạm Thị Ly không rút. Rồi nhá, chị nào lấy xanh ngọc, lên xanh ngọc. Rồi lên luôn dược mã này là mã tàng kiểu này, chị em mình không chọn màu luôn. Rồi được còn từ ngày 2, 4, 6 con lên mã 29k không chọn màu. Xay 60kg chị, đổi về chị em mình mang ok. Con này hàng Quảng Châu 29.000. Con này hàng Quảng Châu 29.000 xanh. 29.000 rút hết rồi. Hết hồng. Chút lên mã sọc luôn, dùng nguyên 29k luôn. Đây nè chị em mình. Sọc 29. Đẹp, xay 60 đổi về chị em mình mang ok. Hết bạc vai chị em mình kéo xuống không, chị em mình để bình thường như thế nào. 29k sọc luôn dùng nguyên. Nha, đi luôn cho nó gọn. Chị nào lấy 29k sọc lên 29k sọc. Chút mã 29k sọc. Trời ơi, phát được một cọc u mì này. Xót được một cọc u mì. Áo khoác u mì. Mở ra rồi đó chị ơi. Áo em đang mang cổ trụ xe 53 hướng dương. Xanh ngọc cho chị Khánh Uyên. Xanh ngọc 29 cho Khánh Uyên. Cổ trụ cho chị hướng dương. Cổ trụ cho hướng dương. Rồi lên luôn dụng này. Theo tặng hết. Nên là chị em mình ráng chia sẻ dùng Nguyên nha. Chia sẻ bàn tay lên luôn dùng Nguyên. Rồi chốt lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Cái này chị em không chọn màu luôn. Vừa có màu cam vừa có màu hồng. Vừa có cam vừa có hồng. Xe 55 đổ về. Vừa cam và vừa hồng. 55 đổ về là chị em mình chốt. Nha, chị nào lấy cái này lên xương mã nút. Xanh ngọc em hết. Còn mã sọc, chị nào lấy sọc lên sọc. Coi cái áo cam Nguyên đang cầm với. Đang cầm cái cọc tay á. Cái nào chị ơi, chị ơi em lên cái nào ưa chốt cái đó. Đừng ấy, họ đi họ tới nha. Làm Nguyên lộn hết. Comment lên luôn dùng mã nút dùng Nguyên này. Xe 55 đổ về, con này hàng toàn bộ hàng Quảng Châu. Toàn bộ hàng Quảng Châu. Tặng nốt mỗi chị một con luôn, 29.000 luôn. 29.000 áo kiểu. Chị nào lấy sọc lên sọc. Chị nào lấy mã này lên cho mã kiểu nút luôn dùng Nguyên nhé. 29k và xe 55 đổ về là chị em mình chú ok. Tương tác lên luôn dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên. Ôi giờ ơi. Giờ thì con này gọi bị là hàng hiếm nè. Hàng nó bữa xe 69k đúng không? Hôm bữa xe vậy mình con này 69k. Đẹp lắm, hôm bữa dành lại. Hôm bữa dành lại được con rồi. Nhìn đây. Nhìn đây. Rồi lên luôn những cái này. Con này hơi dài xíu nha. Riêng những con này hơi dài, tay của nó là tay bóp bồng như thế này. Hàng này hàng xịn nè. Hàng người ta bán bèo cho vậy mình 150-180 nè. Hôm bữa là xe vậy mình là 69.000. Lên nó luôn trẻ mình con này 50k luôn. Tay của nó là tay bóp bóp như thế này nè. Đây, dạng tay như thế này nè chị em mình. Đẹp lắm, xinh lắm cái này. Nha, tay lỡ lỡ bóp này. Lên mã này là mã nãy mới nói bao nhiêu tiền. 50k luôn. 50k và thậm chí xài em mình 60 chị em mình vẫn mang ok. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã kiểu nâu. Kiểu nâu nhé, kiểu nâu 50. Chị nào lấy kiểu nâu 50 lên kiểu nâu 50 nè. Kiểu nâu 50 nè, kiểu đỏ đô 50 luôn cùng một size. Kiểu nâu, kiểu đỏ đô 50k. Nút kìa, nút cho sang sang, nút cho kẹo bông. 50 cho chị Phương Nga. 50 cho Phương Nga. Nâu hết, nâu còn cái này. Nâu còn kiểu này. Nâu còn cái này, xe 55 đổ về. Đẹp chưa? Giờ tới giờ thì hơi nóng, tức là trẻ mình về để dành. Vì 50k không được, không bao giờ ra được con này hết. Từ chắc đến form tới giá. Nha, chốt mã 50. 50 bèo đi. Nâu bèo đi, cho nó khác mã lúc nãy nhé. Nâu bèo 50k. Tay này 57-58 đổ về chị em chú ok. Nâu bèo. Nâu bèo 50. Chị nào lấy nâu bèo 50 lên nâu bèo 50 luôn dùng Nguyên nhé. Kiểu nâu chị Phương Nga có rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã nào kiểu đỏ đô. Chị gì ta. Chị Tony trước có thể đổ qua cái này. Đỏ đô này. Màu đỏ đô nha chị em mình ơi. Đẹp lắm luôn chị em. Hôm bữa lên toàn 69k lên một lái sạch luôn. Mấy trăm áo, tay của nó là tay dạng như này.
đẹp lắm, đi mua không bao giờ được giá này nha. Chị nào lấy cái này lên luôn chung, mã này là mã đỏ đô. Ý cái con kiểu nào lúc nãy 50k luôn, 50k đỏ đô. Rồi ai lấy đỏ đô chút lên đỏ đô luôn Dụng Nguyên. Nào bẹt cho hình Phương ngồi, nào bẹt cho hình Phương ngồi. Rồi lên mã đỏ đô luôn Dụng Nguyên. Chị nào lấy đỏ đô chút lên mã đỏ đô luôn Dụng Nguyên 59. À quên, 50 lộ. Đỏ đô 50. Chị nào lấy đỏ đô 50 lên đỏ đô 50 luôn Dụng Nguyên. Rồi bộ lụa, bộ lụa hà. Còn đỏ đô thôi, hết nâu nhé. Rồi tiếp luôn Dụng Nguyên con này. Cái này còn size XL tới 60 đổ về. XL toàn bộ 60 đổ về. Bộ này là bộ lụa hàng. Đây chị em mình nhìn. Đẹp cho trung tuổi có thể mang con này luôn. Nói chung là già trẻ lớn bé gì mang kiểu này cũng được hết. Mai kiểu này, mai bèo này, khối ren này. Bộ lửng nhá. Bộ này bộ lụa hàng trâu. Mai mang không nhăn, không nhào, không xù lông, không cắn chỉ nha. Rồi lên luôn dùng mã lụa hàng. Một đen, hai xanh reo. Gọn 45k nốt luôn đây. 45k nốt, một quên, một xanh rêu, hai đen y kiểu như nhau. Lên 45, con này đang sale 59k. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã bộ luôn Dụng Nguyên nhé. Bộ chút bộ luôn Dụng Nguyên. Đỏ cho chị Phan Hằng. Đỏ cho chị Hằng, Phan Hằng. Hello chị Lê Thị Phương Uyên nhé. Đỏ này cho chị Phan Hằng. Phan Hằng. Rồi chốt lên luôn dùng mã này là bộ 45k luôn. Có màu đen. Màu đen. Lụa đen cho Ngọc Diễm. Xanh rêu cho Đặng Yến Ly. Rồi còn một đen. Lên gọn hết đó chị em mình ơi. Thứ còn cái hết. Không có nhiều. Không có nhiều nha quý vị. Ở đây còn một bộ bộ cái xe mình xinh nè. Nhiều cho ai. Hết. Tập thì con ngơ. Thế. Xe cho Đặng Yến Ly chưa. Đen cho Ngọc Diễm. Đen cho Ngọc Diễm. Xanh rêu hết. À, đen cho Trang Coca. Đen cho Trang Coca. Cũng 5 cúc mình hết rồi đúng không? Hết rồi. Bộ này bộ 5. Đây bộ này bộ 59k. Cái chị Xuyến Kỳ là chị đặt rồi đẹp. Chị đặt thêm đấy. Chị đặt lừa. Ừ. Chị đặt lừa. Còn lừa à? Em giờ bán vừa bán vừa tặng cái này. Cái này hết. Hết cái pin rồi. Hết pin rồi. Hết treo rồi chị ơi. Treo cũng hết rồi. Còn đen xe này là xe 55 đổ về, còn xe L. Còn đen xe 55 đổ về xe L nữa không? Nha chị nào lấy mã này đen xe L lên luôn rồi đi. Lên tặng cho chị em 45k cho nó gọn. Con này XL nhiều. XL này. XL cho chị Khánh Uyên. XL cho Khánh Uyên. XL Khánh Uyên này. Có size chị ơi, size 55 đổ về em còn size L. Thấy chị không em? Em thấy chị Lê Thị Phương Nguyên nhá. Em còn size L. Còn size L nhá. Size L cho chị Phan Hà. Size L cho Phan Hà. Ai lấy size L lấy size L bộ lụa dùng nhá. Còn size L thôi đúng không? Còn bộ còn size L à? Còn size L và hết XL nha chị em mình nhá. Bộ lụa hà. Không nhăn, không nhào, không rút, không cắn chỉ, không tù lông gì hết. Mang thì thôi. Sướng nhẹ, rẻ. 45.000 bằng con ốc không, bằng con ốc thông thường. Một cốc tên trẻ nhưng mà size CL rồi. Bà tia chi xa ghê trời. Bộ 3D nam nữa nè. Hàng mỗi thứ rớt mỗi đứa một nơi đây. Còn size 55 đổ về thôi. Hết xe 60 rồi. Còn xe L luôn nè. Cái này xe L luôn, xe 55 đổ về thôi. Ai lấy xe L lên xe L. Ok rồi. Ok, mai em chết lại nhá. Em thấy rồi. Em còn xe L xe 55 đổ về thôi. Chị nào lấy chốt. Cái này cũng xe L luôn. Còn còn bộ xe L hết. Rồi bộ 3D nam còn được bộ này. Bộ 3D nam đang hàng đang lên 59k, lên mã 50 luôn nè. 3D nam nhé, xe 55 đổ về. Chị nào lấy cái này lên mã 3D nam, xe 55 đổ về là chị em mình chốt ok. 50k gọn luôn nha. 55 đổ về. Ai lấy 3D nam lên 3D nam, 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Mà lên giá này nó thực sự là hết sức bèo nhiều luôn á. Bộ 3D nam, chị nào lấy 3D nam lên 3D nam, 50k.
Không, chị ơi, 55 đổ về thôi. Áo con đang mang combo 3 cái 69k 3 cái. Rẻ, dài nhé. Dài cũng ưng lặng, ưng lên cho nó gọn nên ưng lặng đây thôi. Đấy, phong đẹp lắm. Cái gì đây? Con quần đùi size 52, chốt mã tặng 30 luôn. Cái này là hàng đuổi nhăn. Đuổi nhăn, đẹp lắm, con này đẹp lắm. Chốt mã 30, size 52 đổ về. Lấy mã 30, chị nào lấy mã 30, chốt mã 30 luôn dùng đi. Bộ gì đây? Bộ này 70k nó luôn, size 60 đổ về. Còn đây mã phối vàng còn sót bộ. Phối vàng còn sót một bộ. Lên mã 70. Chị nào lấy phối vàng, lên phối vàng 70. Lên mã phối vàng 70 luôn dùng nguyên nhé. Áo con đang mang đi combo. Hai set trụ, chị Trang Phạm ơi, lên cho em số ký. Lên số ký nhé, tặng 30 cho chị Lệ Quyên. 30 chị Lệ Quyên, Trang Phạm ơi, lên số ký cho em. Lệ Quyên. Rồi lên luôn dùng mã phối 70. Phối 70. Mã 30, 57 không có. 50k 3D cho Sương Thu. 50k 3D cho Sương Thu. Trụ lên số ký luôn dùm em đi chị Trang Phạm ơi. Chị Trần Thị Hằng 30k 57 chứ không có. Nên mã phố số 62 đổ về. Phố 62 đổ về. Con này chắc có tông hóa này. Lên luôn trẻ mình con này luôn 50k. 50k. Rồi cái này cũng lên trẻ mình 49k. Size này là size 55 đổ về. 55 đổ về. Bộ này bộ nam. Thung lạnh 3D nam 49k tây mờ. 55 đổ về là chốt đẹp. Lên mã 3D trắng. Cái này còn sót được vài con. Lên mã này là mã 49. 49 trắng tây mờ. 49 trắng tây mờ. Ai lấy cái này lên 49 trắng tây mờ luôn giúp Nguyên nhé. Comment lên mã 49 trắng tây mờ. 49 trắng tây mờ, tây mờ, tây mờ. Rồi còn một bộ lửng xám 75k luôn. Lửng xám Mickey này đẹp nè. Phối cho chị Anh Trần. Phối cho Anh Trần. 30 ngân hết. Xây lờ, xét trụ thôi nha Nguyên, ok. 49 cho chị Sương Thu. Cho chị Trang Phạm. Xây lờ trụ, mã trụ thôi chứ không lấy mã V chắc cũng hết xây lờ rồi. Nguyên úp cái mã nào toàn bộ. Tại vì là cái mã V Nguyên úp lên chứ không úp mã trụ này. Trong khi vẽ mình thấy cái mã trụ này cổ đẹp hơn không? Cái nào mà chị nào mà ngực tròn đài xíu nữa lên rất là đẹp. Lấy em xét áo đang mang. Chị ơi chị Ngân Nguyên ơi, lên cho em số ký. Lên số ký đi. Rồi lên cho mã này mã 75, xây 62 đổ về. Bộ này thôi, khỏi cần quảng cáo nhiều. Khỏi phải quảng cáo nhiều cái mã này. Chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã chục. Lên mã chục. Comment lên chục dùng Nguyên nha. Chị nào lấy chục lên chục luôn dùng Nguyên. Cái này còn bộ. Xây này dành cho chị em mình 60 đổ về. Đây mã bộ lụa 40 luôn đi. Lụa 40 đi cho nó gọn. Bộ lụa mà 40k tính nổi không? Xây 60 đổ về, chốt mã lụa 40. Chị nào lấy lụa 40 lên lụa 40 luôn dùng Nguyên. Lụa 40 chị lên số ký đi. Còn chục cho chị Lương Cửu. 56 cho chị Ngân Nguyên. 56 cho chị Ngân Nguyên. 56 ký á, mã 56 ký. Lụa 40 cho chị Ngọc Diễm. Xem lại quần đen mới qua người ta chốt rồi. Quần đen mới qua người ta chốt rồi chị ơi. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên nha. Thì cái này hết còn con thôi, không có nhiều. Lụa hết rồi chị ơi. Còn hai bộ này CM. Bộ này là bộ thun lạnh 3D na. Xây 55 đổ về. Chị nào mà có con trai lớn tranh thủ phát cái này. Nhiều đứa nó khó tính lắm luôn. Như chị làm với em nè. Thằng cu nó rất là khó tính. Mình chụp cái bộ này nó qua nó thích. Phát liền hai bộ bình thường á. Về mã gì chị thấy đẹp cái chụp qua không ưa. Nhưng mà những cái set này nó ưa nè. 55 đổ về. Xây mờ. Chị nào lấy mã này lên mã 49k xây mờ. Bộ trung lạnh 3D nam nhé. 3D. Chị nào mà có con trai lớn cấp 2, cấp 3, phát luôn cho nó bộ này. Cho nó mang, cho nó đẹp. 49.000, rẻ quá. Tầm size này, giá này rất là rẻ luôn. Chụp nguyên hết rồi. Chị nào lấy cái này lên chung mã bộ 49. Bộ 49, lùa nguyên hết, chụp nguyên hết. Cái mã lửng nó màu nó mình còn mã. Còn Mickey. Còn Mickey. Rồi chị nào lấy mã này lên mã M. M49 luôn dùng nguyên, size 55 đổ về chị em chút đẹp. M49. M49 3D cho chị Huỳnh Phương. Huỳnh Phương này, Huỳnh Phương ngồi. Huỳnh Phương ngồi nhé. 49 đang còn một con. Toàn bộ xây mờ. Toàn bộ xây mờ nhé. Cái này còn toàn bộ 55 ký đổ về thôi. Không còn xây gì hết. Và cũng gần như là hết rồi. Rồi lên luôn dựng mã này. Mã lon đen. Lon đen xây mờ luôn. Chị nào mà có con trai cỡ tinh tinh. Cỡ cấp 2 này. Cấp 3 thì phát cái này cho nó mà 55 ký đổ về là chút đẹp.
Nha chị nào lấy cái này. 3D cho chị xương thu gỗ. Xương thu gỗ trắng đó luôn á. Xương thu gỗ trắng. À, 49 C10 cho chị Khánh Huy. 49 C10 Khánh Huy còn mỗi C10 không? Rồi lên luôn dùng mã lon. Lon 49 luôn. Ai lấy lon 49 C55 đổi về chút lên luôn dùng nguyên nha. Chào em mã lon 49 thêm một bộ C55 đổi về là chút đẹp. Lon một bộ. Chị nào lấy lon lên lon 49. Lon 49 hai bộ có cổ C10 luôn. Hai bộ có cổ size M. Chị nào lấy cổ M chút lên mã cổ M luôn dùng nguyên. Có rồi, còn mã lon ấy, chị nào lấy lon lên lon dùng nguyên. Còn mã lon đấy chị em mình. 60 em sợ không không có chị ơi. Không có 60 nha. Rồi lên tiếp luôn dùng mã này mã cổ. Chút lên cổ luôn dùng nguyên. Cái này có cổ nè. Chà 49.000. Thì 49.000 chị em mình mua một cái áo hoặc cái quần này chứ mấy. Đúng không? Toàn bộ túi của nó là có khóa kéo hết. Túi khóa kéo C55 đổi về là chút đẹp. Chút lên mã cổ được hai mã cổ. Chị nào lấy cổ hai mã cổ. Còn một cái bộ này xét lần. Đứa nào mà cao cao ốm ốm ấy thì 60kg bạn mang được cái này nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã trắng XL. Cao ốm thì là XL mang được. Vừa cao vừa ốm thì XL mang ok nha. Chút lên luôn dựng mã này là mã XL. Lên mã XL. Lon kìa. Lon cho chị Hình Phương rồi. Lon cho Hình Phương sách đi đó. Sách lên bán tặng luôn. Lên tặng luôn cho nó ngót luôn. Bộ nào cũng đẹp mà. Có 60 à. Không có CL chị ơi. Được chưa? Được ghi lon dùng nguyên này. Ê, bộ nó để lên siêu luôn. Lon cho chị Hình Phương. Cổ cho chị Hình Phương. Rồi có cổ, chị nào lấy cổ lên cổ luôn dùng nguyên. Bộ này là bộ CXL nha. CXL nhưng mà tầm đứa nào cao cao mới 60kg thôi. Chị nào lấy cái này lên mã XL dùng nguyên. Ai à? Lên mã XL. Chị nào lấy XL lên XL. Cái này em còn được máy set lên tặng nó luôn trẻ mình. Nó cái này hàng lên đi trẻ mình 89.000 nè. Lên gọn nhé. Nay lên bắt chấp nha trẻ mình ơi. Đang sale 89.000. Sale 60 đổ về. Mã này là 60 đổ về nhé. Mã này lên sale bắt chấp luôn. Tại vì Nguyên còn ít. Còn ít nhé. Lon chị Khánh Nguyên không có. Giờ đang like chị ơi. Này trẻ mình nhìn nè. Bao xịn sò luôn, toàn bộ là theo hết. Túi tiếp luôn nha. Nguyên còn lên luôn cho trẻ mình luôn. Sẽ 60 đổ về. 60 đổ về là trẻ mình chốt đẹp. Lên gọn nhá. Đang bán 89.000. Lên nó luôn trẻ mình. Mã này là mã 60.000 luôn. 60.000 set. À chị Thiệu Thị Diện hồi chiều kêu à. Chị kêu qua nhưng mà Hà Răng không ấy. Chị Thiệu Diện đi lấy đơn rồi. Rồi lên luôn dũng mã nè. Trời ơi 60kg mang ok. Có bao giờ vậy mình mua. Cái này Nguyên đảm bảo đi nhập nè. Đi nhập không bao giờ ra được hàng 6 hết. Được chưa? Bán tặng luôn chị em mình là 60 luôn. Còn sót nó có vài bộ lên bán tặng luôn chị em mình luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã set 60. Toàn bộ là theo hết nè. Bao xịn luôn. 60 cho chị Ngọc Diễm nè. 60 chị Ngọc Diễm nè. Rồi 60 cả màu trắng nữa nè. Có cả màu trắng lên 60 màu trắng luôn. Giá này vừa bán và vừa tặng. 60 cho chị Phụng Kim Nguyễn. Phụng Kim Nguyễn Minh Lê. Hàng 89k đấy. Cái này không nói deal đâu. Hàng này không bao giờ Nguyên đi nhập ra được hàng 6 đâu. Đấy chị nào lấy mã 60 lên 60 luôn dùng Nguyên nhé. À, cho chị Trang Thị Hằng. Rồi ok. Tránh chị. Tránh 12 giờ trưa em like. 7:30 em like. Rồi nha. Chị nào lấy set 60 còn một set. Đúng giá bán tặng luôn. Cái này mà lãi đồng nào không phải mà lỗ ấy, là Nguyên không bán hàng nữa luôn. Một điều đảm bảo luôn. À, vì cái này chạy về nhiều quá. Về quá nhiều luôn. Về 2-3 đợt. Nè đa số khách quen là đã mua hết rồi. Bây giờ còn sót lại cái bán tặng nốt luôn. Rồi còn lên luôn dụng mã này là mã 60 trắng luôn. 60 trắng. Sỉ nhà Nguyên đang là 80k. Vì Nguyên lãi ra 89.000. Sỉ nhà Nguyên đang 80k. Đấy là chị em mình biết. Rồi lên luôn dụng mã trắng 60. Toàn bộ là theo hết. Coi 60kg quay đầu là ok.
Và kệ trong lên đi, có còn nhiều không? Máy xét. Cho nó lên mã 79k luôn đi. Lên mã 79k luôn đi. Mã đó đang đang lên. Mã nó bự 65kg. Rồi lên luôn những mã này là mã trắng 60 luôn, có hai trắng. Trắng cho chị Thu Ngọc. Trắng cho Thu Ngọc. Cam làm gì có, trắng cho Bông Nguyễn. Thu Ngọc, Bông Nguyễn. 60 Thu Ngọc, Bông Nguyễn. Thu Ngọc, Bông Nguyễn. Rồi còn một mã quần xanh đi. Chút mã quần xanh luôn đi. Quần xanh 60 luôn. Hết trắng rồi. 60k làm chi có, làm chi có màu màu cam. Làm gì có màu cam? À, chắc là như thế. Thấy còn phải không? Còn cái gì Khánh Nguyên đi. Rồi lên mã quần xanh luôn dùng đi. Mới nói là nhận hàng không đẹp vậy, mình nghĩ tiền tông ở đâu, tiền mai ở đâu. Từ túi tiếp tiền sò theo web nha. Đây nè. Quần thì chị mình nhìn phần lưng quần. Hàng này là hàng hạn đấy. Này chị mình nhìn 60k liệu chị mình mua được con áo này không? Nha. Ai chỗ nào mà nó bán sỉ cho chị mình được 60 là quay đào cho Nguyên luôn. Sỉ, ôm sỉ số lượng nhiều cũng được giá này luôn. Nha, chị nào lấy cái này luôn, chung mã này là mã quần xanh 60 luôn. Toàn bộ là 60kg độ về hết, quần xanh. Trắng em hết rồi, quần xanh cùng một size hết. Quần xanh nè, cho chị Phụng Kim Nguyễn nè. Mua giá này bao giá hời rồi chị mình ơi. Phụng Kim Nguyễn nè. Cái này lỗ gần sát 20.000 một set. Phòng Kim Nguyễn nè, Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn nè. Không phải Thảo Nguyễn Dầu. Thảo Nguyễn trắng không? Có rồi. Chị Khánh Uyên ơi, chị comment cái gì có dấu vô giùm em đi. Khó đọc quá. Thảo Nguyễn 0906 105 028. Rồi chị nào lấy mã quần đen nữa, lên mã quần đen đi. Áo quần quần xanh. Quần xanh. Rồi lên luôn mã quần xanh đi. Xây 60 quay đầu là mau ok. Em hết trắng rồi chị ơi. Hết sạch xanh xanh trắng rồi. Còn đốn mã áo trắng và quần xanh. Này chị em mình nhìn từ túi tiết luôn vừa nguyên nè. Đấy 60k gọn luôn. Mỗi chị một bộ. Rồi lên luôn những này được, còn được 2 set. Còn được 2 set hàng nè. 65kg vẫn mau ok. Lên mã này là mã set 75 luôn. Dạ. Trắng không chị? Người tình trăm năm không? Người tình trăm năm không có trắng nhá. Trời ơi. 65kg ok luôn. Nha, lên mã 79k luôn. Gọn luôn cái vẻ mình nhìn nè. Từ túi tiết hàng xịn sò luôn. Chúc lên mã 79k. Nha, giờ còn thứ cái thôi. Nhằm cái này 60kg đổ về thôi. Con quần này không giảm nhiều. Cái mã quần kia mới được... mới được 65kg. Cái này 60 đổ về thôi. Cái set này nhận hàng về không đẹp, quay đầu luôn. Không đẹp không rẻ. Ở đâu mua con này rẻ hơn cho chị mình quay đầu. Nha, chị nào lấy mã này là mã thỏ xanh luôn dùng nguyên. Xanh này đẹp lắm rồi, em cảm ơn chị nhá. Bộ đầu like không, xanh cho chị Kim Niên Nguyễn và Uyên Nguyễn. Quá đẹp mà hàng mình mua 89.000 đúng không chị? Còn rất lại mẫu em theo nó thôi. À, Kim Niên Nguyễn lên thông tin. Yên Nguyễn. Kim Niên Nguyễn và Yên Nguyễn hết xanh. Áo trắng quần xanh cho Khánh Uyên luôn. Áo quần áo trắng quần xanh làm gì còn? Áo trắng quần xanh làm gì còn? Khi đứa người. Rồi lên nó dưỡng mã ngựa trắng. Ở con này bị, cái này chị em về xử lý. Bắn tặng chị em về xử lý. Vì cái đợt hàng này á, nhận hàng về đợt này là bị ướt này. Đúng không? Đợt này đúng bị ướt luôn nè. Bị một vẹt này chị em mình về giặt dùng nguyên nhá. Đây nè. Con này đẹp lắm, 65kg nhưng mà bị một vẹt này chị em mình về giặt dùng nguyên. Nó cá sẽ bị chấm chấm xíu đấy. Hôm bữa nhớ chị em mình vừa like mà vừa lau bì không. Đấy, đây nè. Con này bị một vạt xíu chỗ này chị em mình về chấm xíu, phải là nó ra thôi. Hàng 89 hàng này quá xình sò, sẽ 65 độ về. Con này không lên luôn chị em mình, mã này là mã 65 đi. Để chị em mình về xử lý dùng nguyên nhá. Chị em mình không bị quanh áo nha, chỉ bị một phần chỗ này xíu thôi nè. Đây chị em mình về chấm xíu lại cho nên là ok. Nhá, chị nào lấy cái này mã hồi nãy mới nói xong hết xem. 65.000. Chị nào lấy set 65 lên set 65.
Xe 65 bị một vạt xíu rồi xe 65 đổ về luôn. Xe 65 luôn. Chị Nguyễn ơi, em nói nè. Người trắng 65 cho chị lương cửa. Chị chốt ấy là chị hỏi nên chị nên hỏi trước rồi. Chị đã chốt, chị đừng có chốt xong rồi chị mới hỏi. Em đọc số kế trước mà. Cứ chốt cầm chừng xong rồi hỏi lại là nguyên chịu luôn ấy. Muốn đặt cái gì hỏi xong nguyên ok số ký chốt, còn chốt không có thôi. Chứ đừng có chốt xong rồi hỏi lại số ký nhé. Rồi lên mã mũ đen xe 65 đổ về. Quần giãn lòng chốt ra vậy em mình lấy 65 nè, vậy em mình nhìn. Vô tư luôn. Đây. Chị nào lấy cái này lên cho mã mũ đen. 79k luôn. Đẹp, con này nhận hàng không đẹp cho chị em mình quay đâu. Bán tự tin con này luôn. Đấy, từ túi chiếc xịn sò, nước ngoài này nè. Chị nào lấy cái này, toàn bộ chị em mình lăn xăng về số ký. Nên hỏi nguyên trước rồi đã chốt. Đừng có chốt xong rồi mới hỏi nha. Comment mã này là mã mũ đen luôn dùng nguyên. Chốt mã mũ đen luôn dùng nguyên nhé. Lên mã mũ đen, được 1. 65 hết rồi. Đang cho chị Kinh Ni Nguyễn. Áo ngân đang mang một set là 69.000 ba con kèm số ký. Thế thì Kim Liên Nguyễn này có đơn rồi đúng không? Kim Liên Nguyễn này. Lên thông tin cho. Lên cả thông tin trên like luôn giùm em. Rồi lên mã mũ xanh nữa là hết. Mũ xanh này size 65 đổ về. Theo hết. Chữ theo. Mũ theo. 79.000. Bán mà tiếc. Thì giờ không có hàng về nữa, có một đợt. Ví dụ như về nhiều đợt hàng thì còn mix màu mới vô like đang xem còn này không còn hàng về nữa. Nó lại có mẫu này thôi. Rồi nhá, lên luôn dụng mã này là mã mũ xanh. Mũ xanh, xanh chuối đây nè. 79.000 xanh chuối luôn. Chốt lên mã xanh chuối 79 dùng nguyên nhá. Bao đẹp luôn chị em mình ơi. Phơm bự nữa, được cái phơm bự 65kg vẫn mang sướng. Mà giờ là tinh tinh nó còn thích mang rộng thùng thình ra nữa kia. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã mũ xanh. Mũ đen nguyên hết rồi chị Nguyệt Ánh Nguyễn ơi, lấy mũ xanh đi. Lấy mũ xanh đi. Áo Nguyên đang mang là giá bao nhiêu? 69.000 ba con, phát luôn đi. Cần gì lên nữa. Cứ lên số ký luôn dùng nguyên là có chút được. Chị nào lấy cái này lên mã mũ xanh. Chị Phạm Hằng chị comment gì ta? Mình nãy giờ mình lên 89.000 đúng không? À 79.000 đúng không? Đang lên 79.000, 775 chị ạ. Đang lên 79.000. Rồi chị nào lấy mũ xanh, chốt lên mã mũ xanh luôn dùng nguyên nhé. Comment lên mã mũ xanh 8 79.000. Lệ 10. Mũ xanh 79 cái này còn set. Hàng này hàng đang chạy 89.000. Set này sai chị em 55 môi đào. Chị nào lấy mũ xanh lên mũ xanh nhá. Mũ xanh. Áo em áo dài lắm. Áo dài lắm. Xẻ tà một bên. Bự. Cái này đang mang là sai nhỏ nhất cho chị em mình. Đấy chị em mình nhìn form. Mà lên này chị em mình nhìn chắc này. Nhìn cái này đủ biết là nó mát rồi. Chắc nè. Chắc nè. 69.000 hẳn ba con. Rẻ chưa? Tranh thủ mà mua đi. Rẻ quá không nói thật sự luôn ý. Mua chạy ra chỉ có 23.000 con chứ mấy. Rồi ai lấy mũ xanh lên mũ xanh luôn dùng nguyên nhá. Cổ tim em hết rồi chị Lê Văn ơi. Em hết cổ tim rồi em không nhận đơn cổ tim nữa nhá. Cổ tim gần như là hết luôn rồi. Còn được vài cái set ít là size tầm 48 độ về. Chứ không có size bự đâu. Nha nên là không nhận đơn cổ tim nữa. Cổ trụ chị nào lấy cổ trụ thì lên cổ trụ thôi. Hết cổ tim. Rồi lên luôn những này set này 55kg độ về. Set này bao đẹp luôn. Tặng nó luôn cho dễ mình luôn. 89.000 đúng không? Lên mã 59k luôn. Giờ bán không thương tiếc. Thứ còn ít từ còn ít là bán không thương tiếc. Rớt lại được có cái này. Một mẫu rớt lại được có cái này. Nha, về chị em mình thích thì chị em mình điều đà, chị em mình để cái nơ không, chị em mình cắt hẳn cái nơ ra cũng được. Chốt mã caro 59. Ba cái Phạm Ngọc Hiếu lên cho em cái size. Phúc Nguyễn ba cái CL. Quần Nguyên đang mang hết rồi chị ơi. Cho chị Phúc Nguyễn ba cái CL. Phạm Ngọc Hiếu lên số ký. Chốt mã này mã 59. Comment mã 59. Nha, chị nào lấy mã 59 lên 59 luôn dùng nguyên caro. Vậy ba cái thì là để dành mà mang chứ mắt chị phải chia ra thiệt luôn. Tại sao ra chị có 23.000 con đúng không? Hàng này hàng xuất hàng túi tiết xịn sò. Lên mã 59k giúp Nguyên, chị nào lấy mã 59. Còn cái xác gì nữa Nguyễn? Còn xác bộ gì không? Sao lên luôn đi đây đâu?
sách điều hòa. Bộ này gọi là bộ điều hòa. Mang như không mang nha. Bộ này gọi là bộ điều hòa. Bộ này đang lên máy. Caro cho chị ăn chằng. Caro hết rồi Thanh Thảo ơi, người ta chốt rồi. Nam Lam đổi về đấy. Cái này chị em mình không chọn màu. Không có chọn màu. Cũng là ba màu như thế này đây. Ba màu như thế này. Có cái không có vàng, có cái là có tím nhạt hơn hoặc là màu hồng rút. Nhưng mà không chọn màu. Nha. Hả? Ở đâu? Ở đây đây đây. Hàng 8-9 nghìn khách hỏi, mà khi khách hỏi màu đen thì bảo không có như vậy đâu. Đây cho Khánh Uyên màu đen 59k luôn. Rồi lên bộ điều hòa luôn dù đi. Bộ này đang lên 65 nghìn hay 69 nghìn đó vậy? 69 nghìn đúng không? Lên 60 đổ về. Đang lên chạy mình 69 nghìn, lên mã 59 nghìn luôn. Bộ này là bộ điều hòa nha, size 60 đổ về chạy mình mang ok. Mang giống như không mang đồ ấy. Nên là thôi gọi là bộ điều hòa luôn cho nó sướng. Chốt mã điều hòa luôn dù nguyên. Mang như không mang luôn. Sướng hơn mang lanh nhiều. Không nhăn, không nhào, không rút, không cắn. Bán 59k luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 59 hồng. Caro đem hết rồi. Áo cổ trụ cho chị Thúy Trần 50kg Thúy Trần. Điều hòa cho lên mã bộ điều hòa đi. Hoặc là mã bộ hồng. Bộ hồng 59 luôn dùng nguyên đi. Cho Hạnh My một bộ. Huỳnh Phương một bộ. Trang Thị Hằng một bộ. Trời ơi 59k gọn luôn. Bán này gọi là bán không thương tiếc luôn ấy. Trang Thị Hằng, Trang Thị Hằng, Huỳnh Phương, Hạnh My. Những cái bộ này bán lại vài nghìn. Nó xong sale sale xuống 10 nghìn. Chơi sốc luôn. Hồng cho chị Ca Quỳnh, Trâm Nguyễn, Kiều Trần. Ê, chị Sương Thu mai, mai ấy là bây giờ em không nhớ. Không nhớ, Kiều Trần có chưa? Bông Trần á, bông Trần là khách cũ hay khách mới ta? Bông Trần nữa, 59k luôn. Thì mai hỏi lại giùm em, bây giờ chị hỏi em không biết. Em không chốt đơn nữa luôn. Chị gì tôi quên mất kêu rồi. Chị Sương Thu ấy, chị bảo xe cao nhất cho chị. Áo 69.000 ba con. Thôi thôi, mai hỏi luôn giùm em. Nhưng mà không, đơn đi rồi á. Phải không, có chốt cho chị không? Không có. Không? Không. Chị tiền. Chắc là không rồi. Không rồi, ok. Chị nào lấy bộ điều hòa, lên bộ điều hòa. Cho chị Nguyễn Thu. Nguyễn Thu 60kg đổ về là trẻ mình chút đề. Cho Su Su. Còn không? Ê, có màu khe, màu chi chân lên luôn đi. Con áo này là 69.000 và hẳn 3 con. Cái mà chị nào mà nhỏ con thì lấy cổ V. Mà Nguyễn thấy cổ này nó lạ, nó đẹp hơn cổ V. Thiệt luôn ý. Hồi trước đã mang cổ V vậy mình coi rồi. Nhưng mà cổ này lạ đẹp hơn. Đấy, dạng trụ nhẹ như thế này thôi. Trụ nhẹ như thế này. Nhưng mà khoét không quá sâu, vừa phải nè. Hồng đẹp. Này hồng còn, hồng nhưng mà hồng còn thương. Còn lắm nữa. Trời quá. Đứa Hồng Nguyên chẳng đăng lên nữa kìa. Ngon ơi, 59.000 ngon ơi. Soạn hàng cho chị chưa hả? Bỏ sẵn cái này cho chị Việt rồi đúng không? Có rồi, cái này của chị Việt có rồi. Áo này của chị Việt có rồi. Chị Anh Lê ơi, lên cho em số ký. Không có số ký không chốt được. Không số ký không chốt được chị ơi. Có quần đùi à, quần đùi lại chị ta 65kg, 70kg cũng mang được á chị ơi. Thế bự lắm. Mà em nói thật sự là rẻ. Cái này nó theo đợt. Chứ không phải lúc nào cũng có. Ví dụ như hàng xưởng, hàng gia công, nhiều khi là chị em muốn đặt số lượng bao nhiêu là làm bao nhiêu. Còn nay hàng công ty nó sale ra. Giống y cái mã áo nam ấy. Hàng nguyên thùng với chị em mà nhận chưa? 45.000 đấy. Nhận mã đó chưa? Nu này còn một bộ à. Điều hòa màu nu của V này. 60 đổ về 59k luôn. À áo gia đình chưa? Áo gia đình chưa sợ.
chứ soạn áo gia đình, áo gia đình phải để riêng riêng soạn, mình không chuyên lắm. Rồi lấy luôn dưỡng mã nu 59 luôn, nu 59, chị nào lấy nu 59, ba cái áo kiểu kiểu nữa kìa, bác tôi mang tặng luôn rồi người con, mềm dùng. Rồi lấy luôn dưỡng mã này là mã nu 59, để thử cái này nè, cái này nó cũng cute lắm nè, cái kiểu áo này cute lắm, yếm yếm nè. Bỏ ra cho mình thử cái mã đó đi, bán tặng của người con. Rồi lấy luôn dưỡng mã nu 59, nu 59, dạ. Áo thun á, nu 59 đi, có cả cổ V này nè, nu 59 có cả cổ V, cái mã này về chưa up lên luôn mà đã sale rồi, nguyên tưởng mua là hết rồi. Rồi lên luôn dùng cái mã này, comment luôn dùng mã này là mã V, V này là V theo được 2 bộ, à 1 bộ, V theo này 1 bộ thôi, chị nào lấy V theo nu lên 1 bộ, bộ nơi đúng chuẩn bộ điều hòa, mang đi không mang đồ vậy mà nè, vừa nhẹ vừa mát. Một set không có, em đi set 3, không có hai cái chị ơi, em không mix lại nha, em không mix lại, cứ đi ba cái, ba cái nguyên một size, không mix lại nhá, cái này mix sẵn rồi, hàng công ty nó mix sẵn, nó đóng kiện rồi, em không về mix lại đâu nha. Chị nào mà lấy size nào lấy size nguyên hẳn ba con chị em mình ok chốt nhá. Lên mã 59 cao không đi mix lại đâu, lên mã 59 cao bộ nu V. Rồi bộ này lên luôn dùng em luôn, màu gạch này lạnh, gạch này là theo cổ V, chị ok thì chốt nhé. V theo cho chị Hạnh My, Hạnh My được cái áo đằng sau, áo đằng sau em không còn phi to, em còn mỗi size X là chị em mình tầm 48 độ về thôi là hết luôn rồi. Nhiều chị comment trên bài nhưng mà ngày hôm nào chưa like xong cái là chưa rep được kia, chưa soạn được luôn. 59 hồng rồi, 59 hồng là gì con, 59 đâu có rồi, 59 hết hồng rồi chị ơi, màu gạch đi. Nhiều chị comment trên bài Nguyên còn chưa soạn được kia, tại vì hồi chưa like xong cái nhà Nguyên chúc đơn, đơn like cái rồi cái chưa ý định nó up lên để chị em mình biết là chưa nào lên cái mã này để chị em mình vô like chốt, thế xong chị em mình cuối cùng chị em mình đặt cái nó nhiều quá. Nuôi cho chị Lê Thị Phương Uyên, còn chi không? Còn cái chi là còn cái chi, ưa cái chi là ưa cái chi, cái gì cũng có hết rồi nha. Chị nào lấy mã này lên mã gạch, gạch được từng này con, gạch này đẹp lắm, màu này đẹp. Ở Lê Thị Phương Uyên chúc lên mã gạch luôn dùng Nguyên nhá, gạch 50 nu à, nu cho chị Mai nhỏ, nu đây này, nu đây, nu cho chị Mai nhỏ. Rồi chị nào lấy gạch lên gạch 59 luôn, chúc gạch 59, comment lên mã gạch 59 còn 3. Ai lấy gạch 59 lên gạch 59, có cái con này muốn bán tặng cho chị em mình. Cái này thì vui tay, nhưng mà chị nào nhỏ con xíu, chị em tầm 50-52 đổ về chị em chốt ok. Riêng con này chị em mình 50-52 nhé. Bộ chứ chị, bộ 59.000 nguyên bộ cho mình cái áo không đâu. Là nguyên bộ nha, nhớ luôn dùng Nguyên. Gạch là nguyên bộ mà giá 59.000. Rồi còn lên luôn dùng Nguyên cái mã này, đi thử nhá. Cái này chị em mình nhìn này, cái này nguyên một cặp thôi, đi khỏi đi thử đi. Từng này con muốn bán tặng nốt luôn đi, khỏi thử nha. Đây kiểu của nó như thế này nè chị em mình này, đây nhiều khi mang vô chị em mình mới thấy được cái form, mới thấy được cái độ đẹp của nó. 52 đổ về thôi, dàn áo này rồi cột dây sau. Bây giờ không chọn màu nữa nhá, đi mỗi con mỗi người một con mà không chọn màu nha. Hàng này hàng Quảng Châu đấy, đây như thế này thấy đẹp chưa, cho cái móc lên mới thấy được nè, chuẩn trong cái móc đây gì tinh chưa, 52 đổ về cho cái móc là được, cái móc là móc lên là ok đến thôi. Rồi lên luôn dựng mã này là mã tặng kiểu đi, đây đẹp chưa, cute hạt me chưa, không chọn màu nhé. Hết xây lớn rồi chị ơi, mã hồng mà chị nắm Linh Chi có thấy gì đâu. Gạch 60 đổ về nha chị Di Huỳnh ơi, gạch cho chị Hiền Lê, gạch cho chị Hiền Lê Nguyên hết hồng rồi. Còn xanh ngọc này, cái chiếc lên xanh ngọc luôn. À còn cái hồng này nè, còn cái hồng này của V này nè,
cho chị nắm linh chi đi. Chị nắm linh chi hồng đi. Màu gạch của Nguyên là size 60 đổ về. Đẹp chưa? 52 đổ về, trẻ mình chốt đi, phía sau của nó nè. Trẻ mình 55, cao 55 vẫn ok, tại vì cái này nó giãn nhiều lắm nè. Cao con áo này giãn nhiều lắm luôn. Chốt mã này là mã tặng kiểu luôn. Ờ, không, ờ gạch hiện lên. Lên mã này mã tặng kiểu. Nha. Ờ 29.000 luôn đi. Nha, 29.000 kiểu. Nhiều màu lắm, đây còn một cọc. 29.000 lắm luôn, trẻ mình không chọn màu đi. Nha, không chọn màu nhé. Bóc màu nào ngẫu nhiên với giá 29.000 thì trẻ mình chỉ mua được mỗi con áo trong thôi. Áo lót ở trong thôi. Đấy. Đây luôn trẻ mình một cặp 29.000. Cho nó sóc chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhé. 29.000 luôn dùng Nguyên. Cute mà, cái đó rất là cute. Đó, đó 60 kg là cái nào chị ơi? Tặng kiểu cho chị Bông Nguyễn nè, Thanh Thảo nè, Hạnh My nè. 29.000 giá dịch răng, phát luôn mấy con, mỗi màu một con luôn. Trừ nguyên con màu vàng đi. Đang ưa màu vàng. Trừ nguyên con màu vàng đi, bán tặng hết. Cái này mít có quần đùi lên rất là đẹp. Đây này như cái con quần Nguyên đang mang. Trừ cho Hạ Nguyên một con đi, còn lại chốt lại cho khách. Trừ cho Hạ Nguyên. Ưa ăn phát con nữa kìa. Thì cái phát lại con đi, bán tặng rẻ uống. Trừ lại con luôn đi. Trừ lại con. Bông Nguyễn nè, Thanh Thảo nè, Hạnh My nè. Hạnh My nè, 29k luôn. Hạnh My, à, Hằng Phan, Nguyễn Gái. Thôi không chọn nữa. Có mấy cái màu vàng ai cũng màu vàng. Thôi bóc ngẫu nhiên. Ai được con màu nào chốt màu đó nhé. Rồi lên mã 29k. Cute này mà. Cute như thế này mà. Đấy. Đây nè, mít với con nha. Con quần Nguyên đang mang nữa là hợp lý rồi. Đấy, đi chơi chỉ cần như thế này thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Phía sau, cà phê, cà pháo vô tư thoải mái. Nha, đi biển, còn các kiểu. Các kiểu con đà điểu với giá 29.000. Đúng bán tặng luôn. Nha, ai chỉ có lên mã 29k luôn dùng Nguyên. 60 không? Không, không vừa đâu chị ơi. 52, maximum dễ mình tầm 55, giãn nhiều. Cái này giãn nhiều, đi con áo giãn nhiều. Cái này tùy nè. Ví dụ chị em mình to, chị em mình tháo cái này ra xa xíu. To thì chị em mình tháo này ra xíu, mà nhiều khi 60 kg cũng được ấy. Vì con áo này là giãn vô tư rồi nè. Còn cái riêng cái áo này á, chị em mình thắt, ưng thắt vô xa cũng được. Nha, chị nào chưa có cái này lên ai. Tàng kiểu. Tàng kiểu 29k đi. Ai lấy tàng kiểu lên tàng kiểu luôn dùng Nguyên nhé. Bao rẻ và bao đẹp. Đồ đẹp nè. Chị đi đâu giờ chứ? Đi sớm mua đồ đẹp. Đồ đẹp đâu mua à? Đẹp rồi. Ố đẹp rồi nào. Tí đẹp rồi trừ ai đi lý soạn cho người. Ủa Nguyên mẹ khẽ. Đặt rồi ngủ. Từ từ với làm chi nâu rồi. Mai lấy. Thấy đồ mặc rồi. Gớ. Làm gì có hộp. 2 3 ngày cái vô mà la hết đồ mặc. Quá, chưa có đồ à. Chưa phân, chưa soạn. Chưa rồi. Có phải lấy đường của mẹ đâu. Quyến đặt mãi rồi. Rồi tiếp nha chị em mình ơi. Còn xét gì không ấy? Xét gì lẻ trong đây xét đi. Rồi giờ không nhảy comment nữa rồi đó gì đó. Trừ miết hồi nãy giờ tới cái tới phối của chị anh Trần cái rồi đấy. Kéo này. Kéo này. Kéo cũng miết cũng tới chị phối đó. Rồi cái điện thoại của Hiền kìa. Không thấy comment nữa. Đây nè. Cút đi. Giờ bông lên rồi cút đi. Không thấy comment luôn. Thấy. Phượng Lê có đem điện thoại không nữa. Ở này. Cho mình điện thoại xíu nha Phượng Lê. Không đọc được comment sao chốt đơn. Áo cho chị Thu Nguyễn. Áo cho Thu Nguyễn. Rồi. Ôi giời, cái bộ này đẹp. Từ từ. Còn cái màu này nữa nè quý vị nè. Ngựa hồng đã. Ngồi im đi nha. Ngồi im lúc em la hét rồi mới được về nghe chưa. Áo điện thoại này của Hiền mà. Ok Thanh Thảo. 0904 992 397 1234. Chị Đanh Cú. Chị đấy. Đây là chim hả? Ủa cái cô đi mất đồ đi ra mà lồn được hai cái mẹ.
2 con gấu thôi. Xe này dành cho chị em mình 60 đổ về, đẹp chưa trời nè. 60 đổ về nha, lên mã tặng 79k luôn đi. Chốt mã tặng 79k gấu, xe 60 đổ về. Áo kiểu treo á, 29 kìa, 29 cho su su kìa. Áo kiểu đang treo 29.000, tắt đi, tắt đi. Cái bộ nó mua của em đó à? Hả? Đây này, không bao nhiêu. Trước đó có 35.000 hay 30.000 cái gì? 50 của họ lái thầu chừng bà. Bóng chiến bóng bà khách đồ chờ quay trống à. Chó cho chị Trâm Nguyễn đồng. Gió cho Trâm Nguyễn, kiểu cho Nguyễn Trâm. Gió cho Trâm Nguyễn, kiểu cho Nguyễn Trâm. Kiểu cho Nguyễn Trâm, 29 cho su su. 29 cho su su. Rồi nha, trời con gấu mà không mua phí lắm mấy chị em rồi nè. Nhìn cái túi thôi, nhìn túi tuyết hàng xịn sò này bán dẻ mình 79 nghìn. Thì ai bán? Ai bán? Chị nào lấy gấu lên gấu và xây 60 đổ về là chị em mình chốt ok. Gấu xây 60 đổ về nha. Chị nào lấy gấu lên cho chừng người tình trăm năm luôn. Người tình trăm năm đầy quá à, cắt luôn hai set về mà mang rẻ quá, chạy ra có 2-3 nghìn cái chứ mấy, có 2-3 nghìn cái. Gấu hết rồi, hết gấu nha. Thì em đập 60 cái độ về là 55 cái mặt được, em mang cũng được, em mang cũng được. Rồi đây mã ngựa hồng riêng con nè, 65 kg nè, quần này nó giãn nhiều hơn, đây dẻ mình nè, 65 kg, cái này đóng thùng mang chân váy được hơn. Rồi chốt lên luôn những mã này là mã ngựa hồng được 2 ngựa hồng 65 đổ về. Ngựa hồng được 2 nhé, em hết gấu nè. Chị nào lấy ngựa hồng lên ngựa hồng luôn dùng đi nhé. Con ngựa hồng đúng rồi. Lên mã ngựa hồng. Ngựa hồng 69.000 ngựa hồng. Chị nào lấy ngựa hồng, ơ quên lộn, sorry nhé, 79.000 nha chị em mình ơi. 6.000 thì chết dở luôn. 79.000 sẵn hồn rồi. Chị nào lấy mã này là mã ngựa hồng, còn ngựa hồng và ngựa đen. Ngựa hồng cho Huyền Lê. Gấu hồng em hết rồi chị Nguyễn Thu ơi. Xe này 65 đổ về nha. Xe này 65 đổ về là chị em chút đẹp. Cái này là ngựa hồng. Ngựa hồng được 2. Chị nào lấy ngựa hồng lên ngựa hồng. Em hết gấu. Hết gấu. Nếu như mà thích theo thì em mình lấy cái mã mũ lúc nãy ơi. Thích theo lấy mã mũ lúc nãy nhé. Rồi lên luôn những mã ngựa đen. Ngựa hồng và ngựa đen. Đừng ghi tên trên bì, ôi chết cha, ghi rỗi. Mai báo thay cái bì nhá, mai báo thay cái bì mới chị nghe. Bây giờ em lỡ ghi trên bì rồi, toàn bộ khách không báo ghi hết trên bì rồi. Ngựa đen 65 đổ về nha, chị nào lấy ngựa đen lên ngựa đen, đừng lấy nó lộn ấy vô nghe, lấy lộn xộn lộn của người đấy. Chị nào lấy ngựa đen lên ngựa đen nhá, mai làm đơn ấy chị báo là bỏ thay bì mới cho chị đi nhá. Rồi lên mã ngựa đen và ngựa sặn. Đồ dài á, bữa nay đang nóng mà sao? Đồ dài nhà nguyên cả kho trong đó rồi. Đã trữ đồ dài rồi, nhưng mà đang nóng không lai đồ dài. Đồ dài giờ mấy người mua. Rồi lên luôn những mã ngựa đen. Em biết rồi nhưng mà lỡ ghi rồi, mai chị báo là thay bì giùm em đi. Mai báo là thay bì nhá, còn áo thun chi lên ít nữa Huyền. Áo thun lên đi. Cái thái này nè. Rồi. Cái gì? Áo thun mới có thun không? À, cho lên xét hãng. Vô. Xét hãng. Đó. Ừ. Quên đi cái mã này. Trời ơi, ơi bộ hãng mà quên. Không. Không phải là không có size nhỏ, nhưng mà cái hàng đó là hàng mai. Mang phôm thùng thùng. Mang phôm thùng thùng chứ không phải là không có xe nhỏ đâu chị ơi. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng bộ hãng luôn dưỡng nguyên này. Bộ hãng đủ size. Ấy cái này có xe nhỏ. Ừ. Không, cái bộ gấu nè. Bộ gấu lửng kìa. Đó Huyền, ừ cái này có xe nhỏ kìa. Nó bị dơ bán thẳng đi.
này bị dơ xíu bán tặng nè. Cái này về giặt là được, trẻ mình về giặt là được. Sao trẻ mình 52 đổ về. 52 cao 55. Thôi cái này bán tặng đi, bị nhem rồi. Bị nhem sao trẻ mình về xử lý được, màu trắng rất là dễ xử lý luôn ý. Comment mã này là mã tặng đi nha. Đây này, phía sau trẻ mình bị nhem màu ấy, bị không biết, không biết là bữa nó bị ướt hay bị kiểu gì. Đây này, cái này trẻ mình mới nghĩ giặt được. Nhưng mà nhận về nhiều khi là trẻ mình không thiện cảm lắm. Bộ này đang sale 79.000 à. Bộ này đang sale 79.000 lên mã tặng luôn được nguyên. Chốt mã tặng trẻ mình về xử lý cho nguyên. Comment mã tặng được nguyên. Tại chị Lương Cửu. Chị Lương Cửu. Rồi lên mã bộ hãng luôn dùng nguyên. Cái này trẻ mình chốt rồi mai nguyên bóc. Bóc tay sau nhé. Riêng cái mã này giờ trẻ mình chốt rồi nguyên bóc tay sau. Trời ơi. Chuẩn luôn dùng nguyên là dòng U Mì Hà. Bộ hàng hãng dùng nguyên này, bao xịn sò đấy trẻ mình, nhìn như thế này trẻ mình. Lên luôn những mã này là mã bộ xịn sắc nách. Sắc nách có size nhá. Cạn hết rồi được có bộ. Sắc nách cái này có size nha trẻ mình ơi. Có size nha, size dẻ mình đấy 60. Rồi lên luôn những mã xịn xanh đi. Trời ơi, riêng cái bộ này à, trẻ mình đi mặc nhà nè, đi tập nè, kiểu gì cũng được hết. Nha, lên luôn những mã này. 78.000. Chốt mã nách 78 luôn dùng, hoặc là mã xịn 78, toàn bộ là theo hết. Chốt mã này là mã xịn 78 luôn dùng nguyên nhá. Đầy đủ sai số, xịn 78 kèm luôn dùng nguyên số ký là được. Xịn 78, đằng sau là mai dạng năng mông như thế này. Hả? CL ML XL cho em mình đi 60kg. Cảm ơn mã này là mã xịn xanh, phía sau là mai dạng năng mông này. 78.000. Chị nào lấy cái này lên mã xịn xanh kèm luôn dùng số ký là được. Xịn xanh kèm số ký, em hết mã tặng rồi. Còn có cái máy dơ, cái đó nó bị dơ. Chốt lên mã xịn xanh luôn dùng nguyên, không có tay chở xịn 78. Chị Lương, Hảo Lương thì Hảo ơi, lên cho em cái size đi, hoặc lên số ký cho em đi. MLXL, lên kèm số ký luôn dùng nguyên ngay, mai ngàn nhà nguyên bóc size. Hàng này hàng, hàng sắc nách. Đây nè, nó nét nè nẹt luôn chị em mình. Nè, từ đường kim mũi khỉ, bộ này là bộ hãng dùng nguyên nhá. Chị em mình lên luôn dùng mã này là mã xịn là được. Chốt lên xịn luôn dùng nguyên, kèm luôn dùng nguyên số ký nha. 3 size MLXL chị em đi 60 78.000 thì ngay chị em mình đi mua bạc bộ hàng chợ chứ mấy. Rồi nhá, chị nào lấy xịn xanh lên xịn xanh 78 mua đi. Chờ cho chị Minh Hiếu, cho chị Đất Nguyễn, Minh quên Đất Nguyễn CM 53 Lương Thị Hảo CL. Ngựa hồng còn không? Ngựa hồng còn không? Ngựa hồng cho chị Nhi Huỳnh. Chốt đi, đợi cho chị Minh Hiếu. Đó, Minh Hiếu có rồi kìa. Xịn 78 ơi chị Hằng Phan CM. Không phải Linh Hồng đâu. Chị Hồng ấy. Chị Nhi ấy, quên mất tiêu rồi, nãy mới vừa đặt xong. Ở đâu rồi, đặt bay đâu. Nhi Huỳnh. Nhi Huỳnh. Gộp đơn vào Nguyễn Thảo Xương Rồng à. Thảo Lương Thị Hảo. Ghi Nguyễn Thảo Xương Rồng. Nguyễn Thảo Xương Rồng đi chưa trời? Đi rồi. Nguyễn Thảo Xương Rồng đi rồi, có mấy cái áo gì đấy? Mấy cái áo combo 69 đúng không? Đi rồi. Đi rồi tình yêu ơi. À, gì ta? Hàng pha. Hàng pha CM, size nhỏ nhất, như 46 kg vậy. Chốt đại đi, cái gì chốt. Chốt tới đi. Cái này Nguyên đang còn sót cái con đó. Con sót một cọc này trẻ mình nè. Con này chắc của nó là u mì. Thì có mũ nữa chứ. U mì, phát u mì có mũ. Chứ chị có đơn ba áo gộp chung à. Mua đi, ngồi khen đẹp biết hết đấy. Thanh Tịnh mua 4 áo gia đình nè. Chưa có thông tin à. Gom với chị Lương, Hảo Lương Thị Hảo. Không có màu trắng đâu. Chốt kiểu nó em đuối á. Lê Thị Phượng. Lê Phượng. Lê Phượng cho em cọc. Lê Phượng, hai cọc đi. Hai cọc, hai lố đi. Thôi đừng có ném những tầm lâm. Cho coi màu thôi. Lai lố rồi đó à. Không có màu trắng như vậy mà nó. Đó
Đây nè, cái này ngẫu nhiên thôi nha, bóc ngẫu nhiên, không có chọn màu gì hết ấy. Mà 69.000 ba con. Rẻ. 69.000 ba con không chọn màu. Không đen. Không đen nhá. Lúc trưa em chốt mấy cái có được cái nào không? Nguyên chịu luôn. Không đen chị ơi. Mà chị Huệ Kim ơi, chị có 69.000 ba con. Mua đi hai chị em chia ra mà mang. Thiệt luôn, nó rẻ quá chừng. Rồi lên luôn những này, còn được mỗi thứ cái này bán tặng nó luôn chị em là 59k luôn. 59k. Ui vừa toàn xe bự không? Con này khoác của nó là khoác u mì. Có mũ còn xe bự. Tay nào xe 60 này. Thêm mã tặng 59 luôn. Tặng 59 xe 60. Tặng 59 xe 62. Tặng 59 xe 57. Được 3 con. Áo đẹp rẻ không cần màu. Nào. Bắt đại luôn mà. Đây nè. Rồi lên luôn những mã này, khoác mì nhá. Riêng những con khoác nguyên còn sót lại hai cặp để trên thượng. Riêng cái dòng này chị em mình mang mùa nắng được, mùa mưa được, trời lạnh mang được nha. Mì nha, khoác u mì. Lên luôn chị em mình luôn, 59k bán tặng nó. Cái này xe bự, không ai cái này bị xe bự rồi. Xe này chị em mình 57-58, cao 60 bạn mau ok. Chốt lên luôn những mã này là mã nâu đi. Nâu 59. Đưa coi. Hà Văn Hà ba cái xe 60kg kìa. Áo em đang mặc mấy màu, không phải hỏi áo 69. Thôi đi, đi. Áo 69.000 ba cái em, áo em đang mang là áo 69.000 ba cái đấy. Áo này áo 69.000 ba cái đấy. Có 59 cho chị Thúy Võ. Thúy Võ. Trời ơi, có mua 59.000. Áo em đang mang là 69.000, hẳn ba con. Được chưa? Là 23.000 con đấy. Không chọn, bóc ngẫu nhiên thôi. Này quá đẹp, hàng này hàng xuất hàng. Hàng công ty à. Rồi cái này size 62. Cái này size 62, lên mã kem. Con này size 62 ký này chị em này nè. Màu nâu nó thì chị thấy bỏ rồi. Lên kem, chị nào lấy kem 59k bán gọn luôn chị em mình luôn ấy. Kem mang có một cam, một kem này nó to quá, xe 62 đổ về kem 59k luôn. Khoác u mì nhé, riêng con quần u mì không chị em mà mua bao nhiêu tiền? 69-79 nghìn chưa? Hẳn một con áo khoác mà lên 59 nghìn, bỏ qua sao bỏ qua được con này? Rồi một cam, một cam xe 57-58. Xe ba áo chị Đức Nguyễn rồi. Đức Nguyễn lên size luôn giùm em. Cho chị su su cái nó 60kg mang ok kìa. 62kg đổ về 60 mang ok nè. Cho chị su su á. Ờ. Đức Nguyễn ơi, lên cho em cái số ký đi chị ơi. Giờ chốt đơn rồi, giờ bảo đổi qua cái mấy người nhắn tin đổi hết qua cổ này. Tránh chưa? Rồi cái đọc rồi. Cô mày. Chị chị. Thứ trai à? Thứ trai xiên. Được đấy, được đấy. Cho chị Thúy Võ. Thúy Võ. Ok. Đúng, 69.000 ba con. 50kg cho chị Đức Nguyễn. Nó thật sự mang kiểu gì cũng sướng hết. Mang kiểu gì cũng sướng hết. Con này có cổ một kem, áo em có mũ một kem. Xe 57-58, chốt mã kem. Kem 59. Lên mã kem 59 được 1. Comment lên kem 59 được 1. Xe này 57-58 nữa, vậy là chị em mình chốt đẹp. Kem 59k, nguyên đang được 1 con. Bán tặng nó luôn chị em mình 59k. Hàng khoác u mì, hàng nó thực sự sale rẻ. Chắc nghĩ là 69k là giá nổi luôn rồi. Đây phone của nó này, con này 57-58 độ về. Cái này trời nắng trời mưa gì mà cũng ok hết. Mũ này. Được chưa?
hai túi hai bên có khóa kéo, hai túi hai bên có khóa kéo. Rồi ai lấy cái này lên xương mã kem, kem kem cho Kim Thảo Lê, cho chị cái có một kem. Rồi ok, Kim Thảo Lê một kem, 59k Kim Thảo Lê một kem, Kim Thảo Lê một kem. Rồi màu xanh than, xanh than này là xanh than này có mũ luôn, xanh than luôn, dùng nguyên xe 5758 luôn, T2. Chị nào lấy xanh than lên xanh than, rẻ quá dễ mà nữa, 59k con nha. Chị nào lấy cái này lên mã xanh than luôn dùng nguyên nhé. Chúc lên xanh than nguyên hết kem, hết kem có mũ nhé. Chị nào lấy xanh than chúc lên xanh than giúp nguyên với nè, kem nguyên hết. Chị nào lấy xanh than lên xanh than dùng nguyên, xanh than cho Mỹ Mỹ, xanh than cho Mỹ Mỹ. Còn toàn bộ cái này còn là không mũ, còn toàn bộ là không mũ như vậy mà nó không mũ này, vậy mình có thể mua tặng này cũng được. Rồi 52 đổ về, 52 đổ về, 52 đổ về lên mã XL. Cái này không có mũ như vậy mà để mang cho chị em mình cái tôm. Đây mang cái này, trời trời sẽ xe lạnh chị em mình mang xíu tôm. Trời nắng mang đi nắng được, trời xe lạnh mang ok. Chút lên mã này là mã không mũ luôn được. Đây không mũ dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mã này lên mã không mũ, xe 52 độ về. Toàn bộ hàng này giảm hết. Em không mũ gì Trần thì Thanh Nga, xanh thang nguyên hết. Trần Thị Thanh Nga, Trần Thị Thanh Nga. Đây đây mang cho chị em mình những cái form thôi, giờ con lên cho em cái màu và cái số ký, cái đi thử hết từng con nó lâu quá. Năm chín k. Rồi màu hồng, hồng sẽ 60 đổ về, hồng 60 đổ về y form con lúc nãy nhá. Giờ con chỉ lên màu và đọc cái số ký luôn cho chị em mình cho nó nhanh. Chị nào lấy mã này lên cho mã hồng, hồng dùng nguyên nhá, hồng 59. Xanh thang em hết, hồng 59. Chị nào lấy hồng 59 lên hồng 59 luôn dùng nguyên. Vàng 58 đổ về, vàng 58 đổ về, 59k luôn. Màu kem 60 đổ về, lên mã kem xây 60. Vàng 55 đổ về, lên vàng 55 đổ về dùng nguyên nhé. Vàng 55 là được, cam 55, reo 57-58, hồng rút 57-58. Màu này màu đen, màu đen, đen á, đen này size 60-62. Và con này dành cho chị em mình 57-58 là nâu nha, qua nhá, đi như thế cho nó nhanh. Vàng kèm số ký luôn dùm em đi, kèm size 60 cho chị Phương Nga, lấy size 4 Phương Nga, Phương Nga. Vàng chị Mỹ Mỹ lên cho em cái size, vàng Mỹ Mỹ lên size nhá. Chị em mình kèm size đi, không có size nguyên chịu luôn. Dạ, reo lấy xe bay thì Trần Thị Thanh Nga, reo xe bay thì Trần Thị Thanh Nga. Trời, vàng chị Mỹ Mỹ ơi, lên cho em số ký đi, lên số ký luôn dùng nguyên lên bán tặng hết luôn chị em mình 59k luôn. Đen cho chị Trần Oanh, đen cho Trần Oanh, đen Trần Oanh, tìm gì, đen cho Trần Oanh. Rồi ai chưa có nữa đây luôn dùng nguyên, ai chưa có thì chốt lên như thế này. Tao ra 57-58 đổ về, lên mã 39 con này quần đuổi 39k xe 57-58 đổ về, lên mã này là mã XL. 57-58 đổ về lên mã XL 39 cho nếu nguyên nước nha. Thì nào lấy mã này lên luôn dựng mã XL 39k 57-58 đổ về. Biết mà chạy về quê. Đâu rồi, cái điện thoại đâu rồi?
quần 39 cho Mỹ Mỹ. Chị Mỹ Mỹ hồi nãy là mấy ký? Lên số ký cho em đi để lấy con áo màu vàng 39 như hết. Còn lên nhiều mã riêng. Cái này riêng gì, riêng dài, riêng ngắn. Size này dành cho chị em mình 48 độ về. Ui đẹp chưa. Hàng này đang chạy 130, 48 độ về size S nha. Hàng này đang chạy 130. Đây mã này là mã 79K nốt luôn. 79K 79 em hết rồi chị ơi. Chốt mã này mã 79, hàng này đang sale thì em 130.000 một con. Lên luôn cho chị em mình luôn 79.000 ring. Thì nào lấy 79 lên 79. Comment mã 79. Ôi con quần 2 biên. 2 biên XL này chị Khánh Uyên lấy không nè. Không chọn màu đó chị Ngô Xuân Nguyệt ơi. Không chọn màu, đây nè. Không ngẫu nhiên như thế này thôi, không chọn màu đâu. Cái này em up lên em cũng bảo rồi. Đâu chọn màu đâu. Phải chính cho Xuân lên. Nhắn tin sao đây chị Thu Nguyễn, đổi cái gì nhắn tin sao đi. Hai biên xe 57-58, ok Xuân lên 69K. Con này hơi xịn quá. Hàng này hàng chạy 99 nghìn đây nè. Còn hàng này ngoài trường người ta bán 190. Công sở 2 đi người ta bán 190. Rồi lên những mã này mã 69. Xe 57-58 đổ về nha. Chị nào lấy cái này lên cho mã công sở 69. Xe 57-58 đổ về 69K con này rẻ. Chị nào lấy mã 69 lên mã 69 cho nhiều người nhé. Tuyên dài nguyên hết thì chị Hiền Trang ơi. Tuyên dài dài vậy nhưng mà người ta chốt rồi. Người ta chốt rồi. Áo thun phía sau đây như em đang mang. Nhưng mà mã kia em chỉ nhận còn mỗi size size XX thôi, size chị em mình tầm 48, 48 độ về. Cổ V đó 48 độ về thôi. Còn hết size bự. Rồi đây luôn những mã này mã đùi 50 độ về, con này đẹp lắm. Đây, mang thử cho chị em mình nhìn xem. Con này của nó là U12. Sọc thể thao. Cái này chị em mình mang mang đi tập được, mang ở nhà được. Chim hiền. Còn xét kia bên có mấy cái xét ngố nơ nữa kìa. Tặng lên đi. Đây phong quần con này nè chị em mình. Lên luôn những mã này là mã đùi. Lên nó luôn cho chị em mình con này luôn. Đùi size 50 đổ về. Và một con size 48 đổ về. Lên luôn chị em mình cái này 39K luôn. 69 cho chị Su Su. 69 sự Su Su. Lên tặng 39K luôn dùng nguyên mình sập nữa bao giờ còn được hai con này xây nhỏ nhỏ. Xây 50 đổ về như con đang mang đang 50kg. Và còn một con này xây chị em mình 48 đổ về. Lên mã này là mã 59K. Ô quên, 39K đùi. Chúc lên 39K đùi luôn dùng nguyên nhé. Mai báo đi chị ơi, chị Ngô Xuân Nguyệt. Số 5kg. Có vàng, ghi có vàng. Đùi 50 cho chị Đức Nguyễn này. 30kg cho chị Đức Nguyễn này. Rồi còn con size S, size 48 đổ về. Còn size 48 thôi, size S. Chị nào lấy S, chút S. Còn riêng dài à? Riêng dài còn từ từ em lôi ra đi. Hàng bây giờ nó còn lẻ tẻ thôi chị ơi. Còn lẻ tẻ thôi, còn size S. Con quần đang may chị Đức Nguyễn rồi. Còn size 48kg quay đầu chị em mình. Cái nào nguyên sót lại thôi. Này, xịn sò lắm luôn. Theo này. Hàng này chị em mình mà đi mua để tập gym, tập yoga hay là mua để tập thể dục, mua bèo chắc người ta bán gì em 7-80 nghìn con. Đấy. Rồi còn xe thì cho lít cái tin. Không em không lên đồ bé. Ủa ít là em không. Ít là em không còn kiểu này như cộng cái gì. Từ xe S thì chị Xuân lên. Từ xe S nãy thả xuống thì chị Xuân lên. Còn con Quân đang mang gì Đức Nguyễn. Con đang mang về Đức Nguyễn 39 cao đỏ. Con nói cho chị Xuân lên. Con này chị Đức Nguyễn. Đức Nguyễn. Rồi lên luôn cái này con được con. Con này xịn sò là hàng cốt tông chéo. Nguyên một bộ mà cốt tông chéo là thường là 145 nghìn.
size 57 đổ về. Này chị em mình nhìn. Là có tông chế 39.000 đồng luôn. Mà hai con size nhỏ lên 39k nó xem. Size L. Thì nào lấy cái này lên mình dùng là 49k. Quần đang mặc còn size. Không, quần đang mang hết rồi. Hai quần lúc nãy làm gì còn đâu đúng không? Rồi lên luôn dũng này. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 49k xịn sò lắm chị em nữa. Size 57 đổ về. Chung mã 49k, quần ống bo. 49k đang còn con. Chị nào lấy 49k lên 49k luôn dùng đi. Đang còn nó một con thôi. Ai lấy 49k lên 49k luôn dùng đi nhé. 49k con đang còn nó một con. Chị nào lấy 49k lên 49k cái này đang còn con. Size 50kg ai chưa có. Size 50kg này. Thì Trâm Nguyễn này. Chị Trâm Nguyễn có con 39 nhé. Trâm Nguyễn con 39 này. Con Trâm Nguyễn con 39. 49 cho chị Mỹ Mỹ. 49 cho chị Mỹ Mỹ. 49 cho Mỹ Mỹ. Còn mấy con này lên nó 45k nhé. Áo thái dơ 45k lên đi vậy. Xây 62 đổi về. Hàng này là hàng dơ nhé. Hàng tên tốt ấy. Để em cởi cái áo này ra đi. Còn đây mã này dùng nguyên, cái này còn một vài con và màu của nó lại rẻ. Và size 62 đổ về. Nè, sót lại thôi. 49 kem hả gì ta? 49 kem hơn hết rồi. Con này size 62 đổ về là trẻ mình chút đẹp nhá. Con này chuẩn của nó là hàng thun thái. Hết nhà nguyên mang thun thái rồi về hỏi xem. Có cái mã nào cũng được. Cứ thun thái là về là chừa cho chị. Quần đùi 55kg em hết rồi. Đùi 55kg mã đấy em hết rồi. Rồi lên luôn dựng mã này là mã thái xanh. Thái đen. Này thấy còn con hết. Thái xanh, thái đen. Học này đủ thứ cho mình. Đồ lớn có, đồ bé có. Quần đây đỏ ngố. Rồi con lên còn mấy cái áo thái nữa cho lên. Áo 39k. Ủa chà, học này đủ thứ hết. Tổng hợp cho mình. Rồi lên luôn dùng mã này là 45, size 62 đổ về. Con này đẹp lắm chị em mình ơi. Chạy nhiều quá rồi, đang hot, đang mốt những cái con áo. Áo cây dơ dơ, dơ dơ như thế này. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh 45. Xanh 45 đang có một con. Chị nào lấy xanh 45 lên xanh 45. Ok, Trần Thị Thanh Nga con áo đang mang. Trần Thị Thanh Nga. Trần Thị Thanh Nga. Ok, 45k gọn á. Họ tổng kết luôn rồi, không có hàng nữa. Nói chung là những cái mã này sẽ không có hàng về nữa. Đấy, rồi những cái con này là con cuối cùng. Qua bao nhiêu đợt thì là những con cuối cùng rồi đấy. Nót lại. Rồi lên luôn dụng này. Áo khoác có mũ à. Xíu nãy chọn xíu. Ok. Mã xanh em hết. Rồi lên luôn dụng mã này. Mã chữ vàng 45k luôn. Số 62 đổ về. Hàng này mà hàng thun thái người ta đang chạy là 89.000 phôm thường. Phôm thường người ta đã chạy em là 89.000. Nó nói là kiểu tay dơi thế này. Rồi lên luôn chung mã chữ vàng. Những con cuối cùng. Nên là chị nào chưa mua những cái mã này tranh thủ mà mua nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng này. Quần quân đang mang hết rồi chị ơi. Hết quần đang mang rồi. Chị nào lấy cái này lên cho mã chữ vàng một con. Không phải lay bo đâu chị ơi. Lay thường như thế này. Con thường đẹp lắm á chị. Chị cao quần đó. Con nói là khách nhà nguyên chưa ai. Chưa một ai chê thun thái. Còn là đặt thêm thôi. Có người hẳn 20 con. Này không bao giờ nói đi. Có người hẳn 20 con. Rồi ít nhất là 5 con. Con thường. Con 62 đổ về. Còn lên luôn dùng mã này là mã chữ vàng một con. Cái này cho chị. Chị vui mất tiêu rồi. Trần Thị Thanh Nga rồi. Rồi lên mã này là mã chữ vàng một con, chữ vàng 45k chữ vàng. 45k chữ vàng. Rồi lên luôn dùng mã thỏ xanh 45k nốt luôn. Đây là những con cuối cùng nên là lên gọn cho chị em mình thôi.
Guta chưa? Lai mã thỏ xanh luôn dùm em. Chốt lai mã thỏ xanh 45k nó. Sale nó cho nó gọn nha. Mang hẳn 2 con luôn. Rồi lai mã này là mã thỏ xanh. Chốt lai mã thỏ xanh 45k nhé. Chị nào lấy thỏ xanh, chữ vàng lên chữ vàng và thỏ xanh lên thỏ xanh luôn dùm em. 45k con trẻ mình cố gắng tương tác lên luôn dùng em nhé. Để ráng like lên tí xíu nữa. Ai chưa có cái này, vẫn còn thỏ xanh đỏ nè, tim đỏ nè. Áo quanh tim hồng nè. Tim hồng nè. Áo chữ hồng nè, chữ tím nè. 45k gọn. Chị nào chưa có cái này lên. Hôm thì lên cái những cái mã này không có hàng lên đâu. Giờ nó lai ra rớt lại thôi. Lai rớt lại thôi. Xung mùa xung. Ôi set 89, à set 93 nghìn còn có nhiều. Set này set 93, ui, hàng này hàng khách sạn đúng không? Hàng này hàng khách sạn đúng không? Thỏ xanh cho Xung đây, cho lên cái set 93 luôn đi. Chữ tiến cho Lê Diệu. Thỏ xanh cho Xung lên. Giờ trẻ mình mua giá này hơi bị sướng ấy. Cho Xung lên. Xung lên 45 nghìn. Rồi lên những mã này. Xây 62 đổ về. Phong này phong thường. Áp phong bự. Chữ tiến cho tiên lên. Chữ tiến cho tiên lên. Ok, chờ em xíu. Chữ tiến cho tiên lên 45k luôn đi. Còn mấy con cuối cùng. Hết mã rồi. Rồi lên luôn những mã này. Mã 39k. Lên mã rượu 39. Xây này chị em 62 qua đà. Rượu 39 nhé. Comment lên mã rượu 39. Xin chào, Nguyên đang còn lại tải chờ xíu xíu. Mình chủ yếu là xây nhỏ thôi. Rồi lên luôn dùng mã rượu 39. Comment lên rượu 39 luôn dùng Nguyên. Chốt mã rượu 39 một con. Rồi tiếp cái mã này là mã 93. Mã này đang hot 93k. Hàng nàng khách xả cho Nguyên hết sẵn sàng rồi. Nè, hôm bữa cái mã vuông này bao nhiêu chị đặt không có hàng nè. Xây 62 đổ về. 62 đổ về, những cái set này set đang hot nè. Set lụa đang hot, hàng có túi nhé. 93.000 ô vuông, chị nào lấy chốt 93.000 ô vuông nha. Chị nào lấy ô vuông lên ô vuông luôn dùng nguyên 93.000 và xây 62 đổ về là chị em mình chút đẹp. 62 đổ về ô vuông 39 cho chị Lê Diệu. Rượu cho chị Phố Hệ Trương. 39 rượu ấy. Phố Hệ Trương và Lê Diệu. Hình như đâu còn ấy. Ôi mạnh lắm. 93 ô vuông. Chị nào lấy 93 ô vuông lên 93 ô vuông. Con này hàng lụa 62 đổ về. 62 đổ về hôm bữa tranh nhau cái mã ô vuông này. Đấy, chị nào lấy ô vuông 93 lên ô vuông 93 luôn dùng nguyên này. Rượu 39 cho chị Nguyễn Lợi. Rượu 39 cho chị Nguyễn Lợi. Em nhớ còn người bên cánh kia cái nào như bên cánh này. Má rượu ấy. Má rượu 93. Để chị nào. Thế. Đây đây đây. Bên kia chứ. Ừ. Rượu cho chị Anh Lê này kìa. Rượu cho chị Anh Lê. Ô vuông cho chị Phương Nga. Ô vuông cho Phương Nga. Rồi lên những mã này là mã bông. Còn tiền này xếp nè. Cái này cũng hết rồi. Không có hàng về nữa đâu. Đấy. Phú Hệ Trương. À Phú Hệ Như. Nguyễn Lợi. Còn chị ơi có Nguyễn Lợi. Và anh Lê. Có chứ, vùng tay có. Rồi lên nó xếp hàng lên cho em mình buồn già. Có. Rồi lên những mã này là mã hoa hồng. Sách này đẹp lắm. Sách này đẹp lắm, đi thử cho chị em con sách này. Mang cái sách đẹp này đi.
lên nó dựng mã set lụa dùng nguyên 93.000. Tây 62 đổ về hàng hàng đang hot này. Đấy, chị nào lấy cái mã này lên xuống mã bông 93, size 62 đổ về là chị em mình chốt ok. Ô vuông hết rồi, nguyên 50kg đó chị này. Quần tay ok cho em xíu, cái này đẹp đó. Còn được máy xét, chị nào lấy cái này lên xuống mã bông. Hàng này đang hot, bộ lụa nhá, 93.000 một bộ. Được chăng, quên còn mỗi một hạ họa tiết này nữa thôi là hết rồi. Size 62 đổ về, chị nào ưa cái này đây, nguyên 50kg nè. Các chị nguyên 62 thì bạn mau ok. Chị nào lấy cái này lên xuống mã bông, luôn dùng nguyên bông 93. Thì nào lấy bông 93 lên bông 93. Còn này lên nó ra 26.000. 26.000 nu. 26.000 nu. Thì nào lấy 26.000 nu lên xây 60 độ về. 26.000 nu. Con này chắc của nó là đuổi lụa nhé. Đuổi lụa 26.000 nu. Thì nào lấy 26.000 nu lên. Bông cho chị bông cho chị Lê Diệu. Đẹp mà con này đẹp mà. Bông chị Lê Diệu. 26 mô cho chị Phạm Thị Ly. 93.000 con này đẹp. Nha chị nào chưa có thì lên. Phạm Thị Ly con 26.000 nu. Con ba lỗ ấy. Xúc xuống rồi mà. À đây đây. Đây. Rồi ok. Tiếp nha. Gì đây. Mã này lên xuống mã siêu cao. Chút lên mã siêu cao luôn dùm đi. Hàng này hàng chạy 130. Chạy 130 cho chị em mình tầm 55 đổ về. 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Lên mã 79. Lên mã siêu cao 79. Cái này chị em mình mix với áo kiểu lên cho nó đẹp. Áo cà rốt tóc. Lên của nó là bản lưng siêu cao này. Co giãn nhá. Lên mã 79 siêu cao. Rồi chị bông cho chị Phú Hệ Như. Cái này đẹp mà. Phú Hệ Như. Có rồi. Siêu cao về Phạm Thị Ly. Phạm Thị Ly. Phạm Thị Ly. Còn 2 set bông, 3 set bông. Mã áo ba lỗ còn mà chị chân lên 26.000 luôn. Rồi lên luôn như thế nào. Ơ bộ nam đâu còn bộ này. 49.000. 49.000 đang còn một bộ. Chị cao rồi. Áo này quần dài. Hàng quần siêu dài luôn. Quần này siêu dài luôn, không phải là dài. Nha, đây nè. Có ai đổ về chị em chút đợi. Rồi lên luôn những này. Comment mã bộ nam. Sai cho các anh nam nào à. 60 đổi về. Chúc mã bộ nam 49. Comment mã bộ nam 49. Lên mã bộ nam 49. Chị nào lấy bộ nam 49 lên bộ nam 49. Bộ nam 49k. Đây còn đóng hình riêng đây. Còn cọc hình riêng này lên mát lên cho em mình luôn cho nó. Đây còn cái siêu cao nữa này. Còn cái siêu cao nữa này. Cái gì Nguyễn Lợi bộ nam. Bộ nam. Rồi lên những mã này mã 79k luôn. 79k và size này dành cho những chị em mình 55 đổ về. Hàng này chị em mình. Không phải hàng thôi, nhiều khi bán 79 thì chị em mình tưởng con này nó bán hàng thô thô ấy. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn được nè. Lên mã này là mã siêu cao size 55 độ về. Lên mã 79 cao. Siêu cao nhé, chị nào lấy siêu cao luôn gì luôn. Rồi lên luôn những mã sung. À, sung này size 55 độ về luôn, size M. Sung 55 độ về nhá. 79k luôn. Sung hoa cúc. Chị nào lấy sung hoa cúc lên sung hoa cúc nhé. Con này lên gọn luôn cho chị em mình luôn. Giá 79k. Hàng chị em mình đi mua quần sung này mấy trăm chưa? Mua phải mấy trăm nghìn con. Nha, lên luôn chị mình 79k theo hoa cúc một B. Lên luôn những mã này là mã sung. Sung 79k nó. Chị nào lấy sung lên sung. Comment lên sung 79 nè. Siêu cao 79 nè. Siêu cao cho chị Lê Hòa. Nam em hết. Nam chốt rồi. Lê Hòa này kêu dịch tới biết rồi mà. Mới đi đơn lúc chiều giờ lại đặt lại rồi. Thôi gửi hàng cái dịch tới đít. Áo bông dài vậy. Được chưa? Phủ mông luôn. Nguyên lên, nguyên ân sang sang lên này cho nó gọn thôi.
nó gọn. Cả nguyên cả set mà. Rồi nha. À chung đơn với bé xù nè. Bé xù này là đơn. Bé xù này mới à? Cô mới Lê Hòa. Bà hối vô cái dịch cái đít. Thế. Mai chắc đơn đi tiếp. Chắc đơn đi tiếp à? Đơn đít rồi. Đơn đít rồi. Chị ké à? À quần tay mua. À, còn quần tay trong đó vậy? Rồi ok, chờ xíu cái chị cũng có hết. Xung cho chị Ngọc Thảo Nguyễn. Ngọc Thảo Nguyễn. Giới thiệu thêm người được gửi cát. Rồi tặng 26 canot luôn. 26 đen luôn. Sẽ 60 độ về. Chốt mã tặng 26 đen. Thì nào đó tặng 26 đen. Rồi cho lên cái quần à. Quần nó quần hai biên luôn ấy à. Ôi cặp nó hai biên nè. Xịn đẹp, chị Ly lấy cái này đi chị Ly nè. Hàng này hàng cũng chạy 99.000 chứ phải đâu. Đem tặng nắp luôn. Size 2XL, size chị em này 60kg. XL 55. 2XL luôn. Đấy 60kg. Lên mã 2 biên đi, 60kg. Nha, lên luôn chị em mình luôn. 69k, 2 biên này đang chạy 69k. À đúng, đang chạy 99k. 26 cho chị Phú Huệ Như. Phú Huệ Như. 26 đen Phú Huệ Như. Đây cái con này chị em mình tranh thủ mua con này nè, đẹp lắm. Mình sẽ bự rồi chị Lê ơi. Còn một con size XL và toàn bộ size 2XL. Hai biên nhá. Thằng 69k luôn đi. Còn bộ chị nào mà mua hai biên nhà nguyên rồi là biết chắc. Đã luôn ấy. Chị em mình mua xong rồi về sợ chị nào bữa giờ nói chị có chị nào sợ phải hai biên người ta bán bao nhiêu chưa? Đúng như Nguyên nói không? 26 thì like lên. Đen. 26 đen like lên. Like lên à? Like lên 88 lên sao không? Quân không? Đen cho chị Anh Lê. Đen chị Anh Lê. Lai Lê không chút nữa, Lai Lê vừa rồi mới xả đen. Chị Lai Lê không chút đơn nữa nhé. Hôm vừa rồi mới xả đơn. Từ từ. Chán ghê không có quần tay mờ hả em? Từ từ, có hết đi. Từ từ rồi có hết đi. Quần nam em không. 65 không vừa. Gom chung với ai ngày mai báo nhé chị ơi. Gom chung với ai ngày mai báo. Chị Lai Lê là khách cũ nhưng mà vừa rồi chốt hèo lèo lèo xong cái rồi xả đơn. Nè thôi. Chốt gom cho gom xong, rác tin không trả lời. Gọi không nghe máy xong rồi ướt xả. Con này đẹp lắm nè, lên mã 69k luôn dùm đi. Khách thì rất là cần nhưng mà chọn khách để phục vụ nha. Chứ không phải là ai cũng máy như thế rất là cực. Màu này được không? 69.000 đây Lily Ly, Phạm Lị Thị Ly ơi. Con này đẹp lắm nè. Top cọc hai biên 69.000. Chán chi mà chán. Có CL hết vô rồi. Nhưng mà được đấy, chị bao nhiêu ký? CL hết. CL là cọc hai mạng. 10 có nặng mã nào? Rồi lên CL đi, để mang thử chị em mình phone này cho chị em mình thấy. Mang size này cho chị em mình thấy. Xuyên xây nhỏ từ từ chứ, mỗi chị mỗi kiểu làm sao anh chạy kịp. Rồi lên con này đẹp đi, lên con này đẹp phát đi đã. Cái này chị Ly mang được luôn, con này phong chính tắc. Chị em mình 50-52 độ về, chị em chút đẹp con này. Mang con quần ở trong hơi bị cộm ấy, con quần ở trong dài quá. Cái này chị Lê mang được. Eo của chị em mình eo 72 đổ về là mang ok. Cái này eo 72 đổ về là mang ok con này. Để chị em mình nhìn phone con này. Mang ở trong khoảng con quần nữa đấy. Đẹp lắm, con này đẹp lắm.
nha. Con là phone chính tắc, phone chính tắc đấy, lên luôn những mã này là mã 69K. Thấy em không chị, em mất việc, em sắp nghỉ rồi, lát chị nhắn tin chiều mai xem, chiều mai xem like gửi chứ mai đi chị ơi, coi like chị, chiều mai em có like đâu, mang quần thế không có đâu, giờ toàn bộ là quần này, phải là phải hai biên xịn luôn trẻ mình, hàng này người ta đang chạy là 99, giờ công sở không có màu đen, mà màu nâu cũng được, không mai đi, mai chốt đơn ấy, lúc chốt đơn là chị báo có thì bỏ cho chị đi, nha, được chưa, được, con này đẹp lắm, không có 57, 58, còn size này thôi, chị đi công trình mà nó dơ. Được, 52 cái đổ về, eo 72 đổ về chị em chứ ok. Tại vì là Nguyên mang hai con quần nó hơi bị cộm, nhưng mà lên con quần này form đẹp lắm. Không phải đi test đâu. Cái này phải hai biên xịn đấy. Thôi chị em mình tranh thủ. Có con XL đen này. XL đen thì chắc chị mang hơi rộng. 55 đổ về. XL đây cái con nãy rồi. Rồi 69K ai chưa có chứ. Nha, để cho nó gọn. Không có màu đen. Nâu cũng được à. Con nâu hồi nãy không vừa. Số 2 không. Thì tất cả chị đã, em nào có đơn chưa, mai nếu có đơn thì mình sẽ gom vô, còn có thì thôi. Chị quần CL gom đơn với ba áo. Mỹ Lệ hồi. Ui, à đúng rồi, chị Mỹ Lệ chưa đi đâu. Quần CL. Cái lờ. Ờ quần ấy. Ờ, 69 cho chị Thu Ngọc luôn. Ờ, cái lờ luôn, 69K. Để coi cọc quần riêng là size gì đây. Này là size gì đây, size gì đây. Size gì đây. Rồi lấy luôn những mã này. Ôi trời, đẹp chưa. 55 đổ về, con này lưng siêu cao nút nè. 55 đổ về, chốt mã 79 luôn dùng nguyên. Còn em mã 2 nút luôn dùng nguyên đi. Chị nào lấy cái này lên mã 2 nút. Chốt lên mã 2 nút cho 55 đổ về. 79K luôn, hàng này hàng chạy 130. Còn ý là giá nhà nguyên bán thôi, còn người ta không bán giá 130 con quần riêng đâu. Toàn bộ là hàng giả. Cây L nhé, mà chốt 55 đổ về thôi. Chị nào lấy cái này lên chốt mã L. Chốt L. Comment lên L luôn dùng nguyên đi. L 79.000. Thấy không? Nãy nó 79.000 hay 89.000 vô. 79 luôn. Ok Phạm Thị Ly. Có quần U mì. Có màu đen chốt cho em nhé, 45kg. Không có đen. Không có đen chị ơi. Size này size 50 đổ về. Ui, mình đang bán 79 ta. 50 đổ về trẻ mình chốt. Nè trẻ mình nhìn cái độ giãn nè. Nhiều khi lần bán như vậy mà mấy chục trẻ mình tưởng hàng thô hàng khô đó. Không phải nhá. Chẳng qua là giờ con sale cho nó gọn thôi nè. Lên mã 79 size 7 luôn. 79 size 7 đẹp. Quần form dài. 79 và size 27. Thì đi mua con riêng 79.000. Rồi nha, 79 size 7. Rồi lên những mã túi. Túi 79 sao luôn. Trời sắp tới luôn. Này. Size 50 đổ về chị em mình nhìn cái độ giãn con quần này. Nhau vẻ hàng khô nhá. Đây nè. Túi size 50 đổ về. 50-52 size M. Chị nào lấy túi size M 50-52 đổ về lên 79k. Không mua mấy con này tiếc thôi. Túi 50-52. Rồi túi size S size 48 đổ về. 79k gọn luôn. Lưng toàn bộ là lưng siêu cao nha chị em đó. Nè. Nha. Đây nè. Lưng này lưng siêu cao. Mà lên luôn chị em mình cái này. Nguyên bộ chị ơi, bộ. 60 Owen 79k luôn, CSM 1S1M. 1S1M. Đồ chị mặc. Chị ơi, bộ em đang mang là 93.000 cả bộ. 93.000 cả bộ. 79 size 7 à. Size 7 cho chị Na Ngọc. Túi có hai size, size S và size M, chị Hằng Hiền Trang lấy gì? 79k luôn.
Na Ngọc. Chị Hiền Trang lái xây gì? Hai size đấy, SM. S và M, túi S cho chị Hiền Trang. 48 đổ về chị Hiền Trang. 79k. Rẻ quá chị em mình ạ. Chị tranh thủ hơn khác. Siêu cao, size 48, 50 thôi. Lưng siêu cao nha, toàn bộ hàng giả. Nha, chị nào lấy siêu cao lên, siêu cao luôn dùng đi. 48, 50 thôi. Đây chị em mình xài siêu đẹp luôn ý. Nè, 79k luôn. Chị nào lấy siêu cao lên, siêu cao luôn dùng đi. Còn một con siêu cao. Siêu cao nhé, chị nào lấy siêu cao lên, siêu cao. Con này size 52 đổ về. Siêu cao size 52. Con này cũng 52 luôn rồi. À, còn quần bò giấy hàng công ty vậy. Còn ái trong lên mấy con quần đen nó luôn đang đẹp. Em mấy con quần đen này đang đẹp luôn nè. Hiền Trang lấy con này nè. Cái này thì là rách nhẹ kiểu như thế này nè. Rách chỗ đầu gối, size 48 đổ về thôi. Size 6. Rách chỗ đầu gối. Chị nào lấy cái này lên mã rách đen luôn dùng nguyên. 79k. Hàng toàn hàng giả như thế này, nhiều khi lên trẻ mình tiền chọc trẻ mình tưởng hàng thô. Chị nào lấy cái này đứng trong mã rách đen luôn dùng nguyên. Rách đen nhá. Hai nút CL thì làm gì còn nữa. Hai nút CL làm gì còn. Ngọc Na lấy hết về mang rồi. Rồi rẽ. Siêu cao CS. Siêu cao xe nhỏ hay gì. Siêu cao. Đây này, siêu cao xe. Rồi nhá, rồi lên trong mã đen cho chị Hiền Trang, 79.000. Hiền Trang 79.000. Chị nào lấy rách đen, lấy rách đen size 26. Rách nhẹ thôi, nhưng mà kiểu này đẹp lắm. Chị em mình biết, không phải là rách te tua đâu. Nó cắt ngang thôi. Cắt ngang chỗ này nè. Đây chị em mình, nhưng mà muốn nói thật sự, những con này mua 79.000 thì không ở đâu ra. Thì rẻ nhất chị em mình mua 150.000 chứ. Người ta chỗ nào nó rẻ nhất, bán chị em mình được con riêng là 150.000. Bán chị em mình 79.000. Thì vừa bán vừa tặng. Con này 57 độ về màu đen. Đen này đen trơn luôn, không rách không gì hết. Lưng. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã đen trơn 57kg, 55-57 là được. Nha, chị nào lấy đen trơn size 55-57. Đen trơn nhé, đen trơn à, đen 55 cho chị Huỳnh Phương. Huỳnh Phương ngồi. Mã bò giá hàng công ty size 52 đổ về. Cái này lưng của nó là lưng thun nha chị em mình ơi. Lưng của nó là lưng thun nhé. Hàng công ty đang chạy em 101 nè. Đang bán 101. Lên lưng dựng mã 95 luôn, dựng size 10. 95 size 10. Nên chị Lai Lê chị bảo là do chị có việc nên không nhận hàng, nên không nhận hàng được, chị có nhắn tin cho em. Đâu có. Ủa sao lại hôm bữa chị ái chị gọi chút đơn bảo xã phải không? Tôi được nhớ dai. Được nhớ dai thôi. Bò giấy. Từ từ. Sao không thấy em hả? Chị Phạm Bích Thảo thấy cái gì đâu trời. Có thấy cái gì đâu. Chị lấy mã rách, rách đâu có vừa. Chị Hình Vương rách đâu có vừa. 55kg làm chi vừa. Không vừa. 55 rách sao vừa. Nguyên đọc con đó xây nhỏ mà. Bỏ cái chị Hình Vương đi. Sách này xe nhỏ mà. Xe này xe 48 mà. Mã trơn kia mới được 55-57. Bò giấy lên mã 95. Hàng này trẻ mình cứ đi coi. Thì đấy 55-57. Nhưng mà chỉ lấy là lấy rách, không lấy trơn. Người thì ưng trơn không ưng rách. Mà lại không có sai. Ngược đời. Khổ quá đi.
bò giấy này, cái này chị em có thể search, hàng Việt Nam xuất khẩu người ta bán 240 con, 240 con. Lên nói bên chị em là 95k xây mờ, 95k xây mờ, 51 cái cho bé xù. Hiền Dương giờ mới có, đâu có hả? Bé xù, viên giấy không, bé xù bộ năng này. Cái này nguyên bộ không phải áo không đâu chị ơi, bộ này bộ 93, thứ 62 đổ về nguyên 50kg cũng hoang nghiệp. Ở đâu rồi còn được 3 set ấy. 3 set hả? Thấy trời ơi, chị nào không có hàng về. Bữa nay sắp là nó ra cái mã tay tay cánh tiên, tay cánh tiên rồi, kiểu kiểu chắc như thế này nhưng mà tay cánh tiên, tay cánh tiên. Này chị em mình mang nhẹ ten như không mang đồ luôn, mang sướng. Cái gì cảm giác không mang đồ luôn. Chị Hiền Dương giờ mới thấy chị Hiền Dương vô coi like luôn. Cái này nguyên bộ đó chị bà nhỏ ơi, 93.000. Sai chị em mình từ 40-62 cái gì em mình đang ăn được hết. Nha rồi tiếp. Chị nào lấy bò giấy không? Lấy bò giấy đi. Lấy bò giấy đi, bò giấy nó thật sự rất là đẹp. Hàng đó bán cho chị em bán không công đấy, hàng công ty sản xuất luôn. Nên là từ đường kim mũi chị rất là chuẩn, nhưng còn sai lại cả. Hàng 101, đang bán 101 mà. Rồi còn còn viên gì nữa không? Trong lên nó đi. CS nè. Ồ, hai nút CS, size 50 quay đầu. Cái này giảm nhiều lắm. 50 quay đầu chị em mình. Cái này Nguyên cũng đang mang CS nè. Nguyên 50 kg cũng đang mang CS. Chị nào lấy cái này lên chung mã 2 nút, tặng 79k luôn 2 nút. Lên 79k luôn dùng Nguyên đi. Chị nào lấy 79 2 nút lên 79k 2 nút cũng dùng Nguyên. Ồ. Đâu ra đi, cái này u mì đây đỏ Huyền ơi. Đâu ra rồi. Cái này mì tàu không phải mì đây đỏ, mì tàu. Mì tàu 183 đấy. Hết rồi. Nói chung là con này xịn sò, ai nhận con này thì sướng này. Ai nhận con này thì sướng, để lên con riêng là lên cái mã mì tàu này luôn. Năm 2 kg quay đầu. Từ từ, nếu còn áo trắng hình con gấu là áo gì? Phạm Thị Bích Thảo, cái quần đen rách hồi nãy kìa, đen rách xe nhỏ. Phạm Thị Bích Thảo, hình dạ. Con gấu là hình chi ta? Áo trắng hình con gấu ở xe nhỏ. Áo trắng hình con gấu là gì? Áo sơ mi à? Áo sơ mi còn gấu rời chứ không có gấu theo. Ok chị, mã hồi nãy 79k. Ok. Ok chị Phạm Thị Bích Thảo, con này đẹp nè. Chị nào lấy cái này lên mã lưng cao luôn dùng đi. Quần giấy hôm nay luôn chạy bằng 95k luôn, đang chạy 101. Đang chạy 101. Rồi ai chưa có chút. Rồi lên luôn dùng mã mì tàu. Ui lại đẹp, mang thử cho chị em mình phôn. Con này chị nào mà đi làm công sở thì không nên bỏ qua con này. Cái này mì tàu không phải là mì đây đỏ nhá, xịn hơn cả mì đây đỏ luôn. Đỉnh rồi. Cho 50 đổ về. À 50 đổ về, 52 đổ về và 55 đổ về 3 size. Mã này là mã 83 đây. Lên chị em mình 69k luôn. Chắc đã lắm. Dày. Mang hai quần thì sợ hơi bị kéo không lên đây. 50 đổ về. Không, con này 48 đổ về thôi. Con này không to. 48 đổ về rồi, mong là kéo không lên rồi. Được. Mang hai quần thì được. Hay em mình 48 đổ về thôi nha. Con này nhỏ quá. 48, 50 và 52 đi sụt xuống. Này nó đánh form hơi bị nhỏ. Mì tàu lên 69k luôn. 48, 50, 52, 3 con. Nghĩ rằng chứ thật. Cái đơn thì chốt. Rồi nha, chị nào lấy mã mì tàu lên 69k luôn dùng nguyên con này đẹp lắm. Cái chị Hiền Trang, một cái thôi. Có một cái xe nhỏ thôi. Hai quần 40, một quần 52, 40 không có. Cái này cho chị Hiền Trang rồi. Hiền Trang. Mì tàu 83.000 đấy, con này đang chạy 83.000, không phải là mì đây đỏ nhé. Cái này mong nguyên kéo hơi bị chạy.
5 ký. À, 52 cho chị Nguyễn gái nè. 52 chị Nguyễn gái nè. 52 lấy cái này. Còn 50, còn 50 đấy. Chị Xuân Lê lấy không? Còn 50 đổ về. Còn 50 đổ về đấy, chị lấy không? Chị lấy thì chốt nha. Rồi cái cọc quần riêng hồi nãy thì đem ra nãy thôi. Còn 50 đấy. 50 chị Xuân Lê 48 ký lấy cũng được. Bỏ cho chị con nó xuống cho con này cho nó đẹp. Con này là rách hay không rách? Đây, à, con này rách này. Rách này có cây to chưa cho chị gì? Hình phương ngồi á. Hình phương ngồi 55 ký nè. 29 nè. Nha, chị cho hình phương nha. Giãn nè. Đấy, chị nào lấy rách lên rách nè. Cho chị hình phương con này. Hình phương con này 79k luôn. 79k cho hình phương. Cái bỏ cho chị Nguyễn gái đi. Cái con hồi nãy mà kêu chừa cho chừa cho chị Xuân Lê. Lấy cho chị hình à, quên cho chị Nguyễn gái luôn đi. À, chị Nguyễn gái hai con. Ừ. Rồi còn size 52 đổ về cho cái mã này. Chị nào lấy rác lên dùng 52 đổ về. Còn 3 size 52 đổ về lên mã 79. Lên mã 79k luôn dùng em nhé. À xong lên cái quần ngố nữa thôi. Lên một mã quần ngố nữa rồi luôn. Xong màu chưa còn, màu kem à. Còn màu kem hay màu gì à? Có màu đen còn đủ size không? Màu chưa đủ size. Còn màu chưa đủ size không? Đen à? Rồi đen đủ size lên mã này mà cũng chưa. Kem đủ size à? Kem đủ, à, kem đủ size. Bảy chín k chị ơi, chị anh Trần ơi, lên cho em số ký đi. Chị ơi, chị anh Trần ơi, lên cho em cả số ký đi, không có số ký là em chịu luôn. Sáng lên cho em cả số ký đi chị. Này có xe nhỏ hơn không mai thầy số. Rồi lên những mã tặng này, mã này nữa nè. Mã này xịn đẹp đấy chị em à, mua con này đi. Riêng cái màu này ba màu nhưng mà có mỗi màu này là đủ size thôi. Còn những cái màu thì ôi trời ơi, mấy cái quần đen cầm mấy quần đen tay. Rồi lên luôn những mã nào. Cầm em mã này là mã ngố 49k nhé. Cái gì? Cái 52 ký ok nè. 52 ký nè. 52 ký lắp xanh nào. Cho chịu ăn Trần. Có chịu ăn Trần quần nó giãn nhiều lắm. Rồi lên xuống mã tặng ngố kem luôn 49.000. Con này trẻ mình mua đi chứ trẻ mình đi hàng Hot Girl nó bán cho trẻ mình con này phải nhặt năng lên là đôi. Đôi ba giá. Nên là đôi ba giá. Toàn bộ hàng Mai Trần đẹp rất là đẹp. Nhưng mà nguyên còn mỗi màu này là còn đầy đủ size. Nha, chị nào lấy cái mã này lên cho mã tặng ngố kem. Không phải là đuổi nhá. Đuổi thì nãy chạy về em 39.000 rồi. Cái này chắc của nó là sượt công sở. Quần sượt công sở nhá. Đẹp lắm. Lên mã 49k. Mai Trần đè rất là kỹ. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký là được. Lên mã này lên chị em mình 49k. Chị nào chưa có cái mã này. Mã này chưa hề up lên trang cá nhân luôn ấy. Bán gần như là hết rồi nhưng mà chưa up lên trang cá nhân. Nhưng màu nâu là mình hết size rồi đúng không? Nâu đen là hết size rồi. Còn mỗi màu này thôi. Chị nào lấy cái này lên nhà ngố kem thì chị cao quyền size M. Cái này nè S, M, L, XL, 2XL. Từ 40 và đến 62 ký chị em mình đều mang ok. Cao quyền 49.000. Đúng không? Phải từ S đúng không? Mã này bắt đầu từ S đúng không? Ờ. S, M, L, XL, 2XL. Từ 40. Nếu có cái mã nào mà đầy đủ size số. Hàng này hàng chạy đủ size. Hàng này hàng chạy shop. Bán thì em 49.000. Nha, chị nào lấy ngố kem kèm luôn dùng nguyên số ký. Cho chị Thu Thủy. Hai cá hai màu 60 ký. Lấy size 2 nha chị. Size 2. Ở đâu được hai cá hai màu? Có cái nào nữa không? Có cái nào nữa không? Ôi chỉ màu đen đi. Ôi chỉ màu đen nữa đi. Ok Thu Thủy nè. Đen còn không? Đen còn xe 2 không? Cho chị Phương Lê cái. Đen còn xe 2 chị Phương Lê cái. Bốn mươi chín k. Rồi chị nào chưa có thì lên giúp Nguyên. Còn không?
Phương Lê Ngố Đen có đấy chị ơi. Phương Lê hình như là Phương Lê Trần Phú ấy, có cái hình hoa hoa hướng dương hoa chi đấy đúng không? Phương Lê Vàng cho chị Thu Thủy cái nữa. Phương Lê Vàng đấy. Rồi Xuân Ngân trẻ mà nè, còn mấy cái màu kia không đủ size đúng không? Màu đen là còn size gì? Màu đen thì còn từ size 57 đổ lên đến 62 kg là màu đen. Còn màu nâu rồi nào, còn có mấy cái cho lên hết hẳn màu nâu đi. Cái này bóc cái chị Việt chưa ta? Bóc rồi đúng không? Cứ cho lên hẳn luôn đi. Đây mang thủy cho chị em mình màu nâu cho chị em mình coi. ML cái gì nè? MLXL size dưới 60. SMLXL cho cái xe đi mang cho nó đẹp. Mang M hơi bị rộng. Rồi lên cho em mình một màu nữa thôi là Nguyên Ngưng nhé. Màu nâu SMLXL dưới 60 kg là có sai. Cứ kèm luôn dùng số ký là được. Quần này là quần sườn công sở nhé, không phải là quần quần vi tát và cũng không phải là quần đuổi. Nhớ luôn dùng nguyên vải rất là đẹp, may chằn đẹp rất là kỹ. Chứ sao lại là lưng cung? Đây mang ở trong cái con quần này nó rộng cái nó cộm lên ấy. Đây chị em mình nha, chị nào lấy cái này lên cho khoảng ngố nâu luôn dùng nguyên kèm size. Ngố nâu kèm size luôn dùng nguyên nhé. SMLXL xong Nguyên Ngưng nhé. Còn lên một màu này nữa thôi là Nguyên Ngưng. Đẹp lắm, con quần này lên form đẹp lắm. Mà chắc lại đẹp 45k. Rồi nhá, ai chưa có thì lên mã này là mã nâu luôn dùng là xong nha. Rồi Nguyên like chị em mình nha, Nguyên tắt like nha. Này chị em mình ngày mai chắc là mai chỉ like buổi trưa thôi, không like buổi tối nhé. Mai chỉ lên trưa thôi, không lên tối. Rồi ai lấy nâu nữa lên nâu xong Nguyên Ngưng đi nhá. Bye bye chị em mình luôn. À 49 giờ nữa. Rồi hẹn chị em mình ngày mai nhé. Live trưa mai nhé. Còn tối mai Nguyên không live. Tắt nha. Bye bye, chúc cả nhà mình ngủ ngon nhé.